Tiên nghịch, chương 341 đến 350, lưỡng bại câu thương. Hai mắt Liễu Mi lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu sau, gật gật đầu, hạ giọng nói: "Đệ tử có một chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Tên tàng ngưu đó là Vương Lâm." Liễu Mi trong mắt không có một chút biểu hiện nào, chỉ im lặng gật đầu, không nói gì. "Nguyên bản mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là chu giật của Ngũ Tông. Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể lưu lại thân ảnh vào bên trong đạo tâm của hắn, đem si tình ý cảnh chuyển sang cho ngươi đáng tiếc người này lại mất tích ở tiên giới liễu mi trầm mặc hôm nay ngươi hãy xuất quan ngươi và tên tằng ngưu kia sẽ sớm gặp nhau khi ngươi tiếp xúc với hắn bất kể là dùng biện pháp nào cũng phải lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn lấy người này làm lò luyện đến khi ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ từ đó ngươi so với phong nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu chu tước lão già liếc mắt nhìn liễu mi một cái nói liễu mi thầm than cắn môi trở nên trầm mặc ô ngươi không muốn lão già trong mắt lóe lên một tia màu đỏ không giận nhưng oai nghiêm đệ tử xin vâng lời liễu mi hạ giọng nói lão già ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu hang động xuyên thấu khoảng cách nhìn vào một lão già đang gặm chân gà bên trong một tu chân quốc cấp một sư đệ trong bốn người ngươi chọn tăng ngưu là kẻ yếu nhất ta sắp đặt như vậy, chắc ngươi cũng không để ý. Lão Phu sắp sửa lại bế quan, hy vọng lần tới xuất quan, ngươi sẽ thành công. Sau hồi lâu, lão già thu hồi ánh mắt, hồng quang chợt lóe, biến mất bên trong hang động. Liễu Mi đứng lên, quần áo mỏng manh bó sát cơ thể, nổi bật lên một dáng người tuyệt hảo. Nàng than nhẹ một tiếng, ra khỏi hàn đàm, khẽ vung tay phải lên, trên thân thể nàng dâng lên một làn xương trắng. Sau khi sương mù tiêu tan, lộ ra bên trong là một tuyệt đại giai nhân khoác trên người một chiếc áo hoa màu hồng nhạt bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng lộ ra đường cong duyên dáng trên cổ và còn thấy rõ cả xương quai xanh chiếc quần vải như ánh trăng tinh khiết trôi qua trôi lại trên mặt đất kéo dài hơn ba thước ba sợi tóc đen được dây cột tóc bó lại đồng loạt rũ xuống trước ngực da thịt như tuyết hai bên gò má ẩn hiện sắc hồng tạo nên một vẻ yểu điệu quyến rũ làm lay động lòng người cả thân hình vừa giống như một con bướm theo gió bay lượn giữa không trung lại vừa giống như băng tuyết thanh tao trong suốt nàng chính là Liễu Mi, so với năm đó càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Vương Lâm, là thiếu niên sau lưng đeo một thanh đại kiếm ở hàng nhạc phái sao. Đúng rồi, hắn là người năm đó có đôi mắt sáng ngời nhất, không ngờ qua 500 năm, hắn đã lọt vào mắt lão tổ. Người này quả không đơn giản. Liễu Mi than nhẹ, đi ra khỏi hang động, lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, việc này không khó. Chỉ có điều làm như vậy, có đúng không? Ánh mắt Liễu Mi lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này, nam tử tà dị tên Kiền Phong kia từ phía xa đi tới. Ở phía sau hắn còn có một người đi theo, chính là Hồng Điệp. Nhưng hai mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ trống rỗng, thân thể không còn một chút sức sống, cứ như là một con rối. Ánh mắt liễu mi bình thản, đưa mắt liếc nhìn Hồng Điệp một cái, không nói gì. Kiền Phong dừng lại phía trước cách liễu mi ba trượng. Mỉm cười để lộ hàm răng trắng nõn, ôn hòa nói: "Sư muội, có phải sư muội muốn xuất quan?" Liễu Mi gật đầu, hạ giọng nói: Kiền Phong sư huynh, người phía sau ngươi có phải là Hồng Điệp? Kiền Phong cười nói, Hồng Điệp đã chết. Đây là người hầu lò luyện của ta, tên gọi là tuyệt tình. Liễu Mi cẩn thận nhìn Hồng Điệp, trong mắt hiện lên một vẻ không đành lòng, than nhẹ một tiếng, đi ra khỏi cửa động. Nàng biết sức sống của Hồng Điệp này chính là ý cảnh, dĩ nhiên khi toàn bộ biến mất, sẽ hoàn toàn trở thành con rối của Kiền Phong. Thân là kiêu nữ một đời lại có kết cục như vậy, trong lòng nàng cũng có chút phiền muộn. Trong những năm gần đây, Hồng Điệp là người thứ ba bị thôn vệ ý cảnh và sức sống. Mỗi một lần như vậy tu vi của Kiền Phong lại tăng thêm không ít. Lão Tổ vì để có thể bồi dưỡng nên chu tước nên cũng không để ý. Ánh mắt Kiền Phong chấp động những tia tà dị, nhìn chăm chăm hình dáng liễu mi, hạ giọng nói. Sư muội, sớm muộn cũng sẽ có ngày ngươi trở thành người hầu của ta. Tuyệt tình, ngươi thấy sao? Hồng Điệp phía sau hắn vẫn không nhúc nhích, hai mắt không có ánh sáng, giống như chỉ còn lại một bộ xương khô ở một nơi bên trong tu chân quốc cấp một chu thước tinh một lão già lôi thôi đang gặm chân gà lão ho khan vài tiếng đem miếng thịt gà đã nuốt phun ra ngoài ngẩng đầu nhìn về hướng chu tước quốc sắc mặt lão âm trầm như nước đang định đứng lên rời khỏi lại chậm rãi ngồi xuống sắc mặt lão cực kỳ khó coi thì thao lẩm bẩm sư huynh ngươi đã đấu với ta cả đời chẳng lẽ gần đến lúc chết mà vẫn muốn tiếp tục đấu hay sao danh hiệu chu tước năm đó ta thua để cho ngươi là nhưng không phải ngươi hơi quá đáng sao. Tên vương lâm này, nếu hắn có thể sống sót từ tiên giới trở về thì chính là người mà ta chọn. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết kiền phong. Hắn cầm chân gà trong tay ném đi, ánh mắt chớp nhẹ. Tuy nhiên nếu tên vương lâm này có thể lật ngược thế cờ, đem liễu mi trở thành lò luyện, khả năng này cũng rất lớn. Sư huynh, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay, hay người ta lựa chọn tốt hơn. Đảo ngược mới là hứng thú. Vương lâm đang cưỡi trên văn thú, nhắm mắt tĩnh tọa hồi lâu sau hắn mở hai mắt thầm than một tiếng thương thế trên thân thể đã ổn nhưng hao tổn nguyên thần thì có chút phiền phức hơn nữa trong chu tước quốc này ta vẫn luôn cảm thấy có một mối nguy cơ loại cảm giác này tuyệt đối không sai thương thế của hồng điệp cũng giống như ta cũng không nhiều lắm nhưng hình như nàng có điều cảm ngộ sau khi bế quan chắc chắn sẽ đột phá nếu ta không thể đạt tới hóa thần hậu kỳ lần tới chạm trán sợ là không thể chống cự vương lâm đang trầm tư bỗng nhiên biến sắc văn thú dưới chân lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn bốn phía. Đấu chuyển. Một thanh âm tang thương đột nhiên từ trong hư vô chuyển đến. Ngay sau đó, phía trên không trung lập tức xuất hiện một trận đồ cực lớn. Vương Lâm không chút do dự thu hồi văn thú lại, thân mình chợt lóe, Tuấn di thoát đi. Chỉ có điều khi ra ngoài trăm dặm, thân mình hắn ầm một cái liền bị bắn đi. Ngay sau đó, trận đồ trên không khẽ động. Một luồng lực đạo khổng lồ từ bên trong điên cuồng phát thiết ra. Vương Lâm kinh hãi, thân mình lập tức bị hút lấy hướng về phía trận đồ bay tới như cầu vồng trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất vào trong trận đồ trận đồ chậm rãi tiêu tan một lão già đầu bạc xuất hiện giữa không trung trong miệng lẩm bẩm tự nói tuyết vực quốc lần này các ngươi thiếu nợ lão phu một món ân tình rồi người này chính là người ngày đó ngồi bên cạnh công tôn phá hắn là ngoại sự trưởng lão của thiên ngọc tông cực bắc của đại lục chu tước nơi này là một vùng hoang vắng Giờ phút này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận đồ cực lớn. Từ bên trong trận đồ có một bóng người bay ra rơi xuống. Thân mình Vương Lâm ở giữa không trung liền nhảy dựng lên, thận trọng nhìn bốn phía. Sau đó sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Ở phía trước có một người đàn ông trung niên, phía trước người hắn có một cái bàn, bên trên có một bộ đồ uống trà. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế, cầm chén trà, thổi một chút rồi khẽ nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười nói: "Anh bạn trẻ Tăng Ngưu, tại hạ là tông chủ tuyết vực quốc lý nguyên phong thay hồng điệp lấy tính mạng của ngươi anh biến lão quái vương lâm liếc mắt một cái liền nhận ra bản lãnh của đối phương trong lòng không khỏi càng thêm âm trầm hắn không nói lời nào tay phải rạch lên không trung một nhát định xé rách không gian lấy tinh la bàn để bỏ trốn đối mặt với lão quái anh biến kỳ vương lâm biết rõ không thể chống cự chỉ có thể chạy trốn nhưng lập tức hai mắt vương lâm liền hiện lên một tia âm xương ngày trước với bản lãnh của hắn hắn có thể xé mở một khe không gian dễ như chở bàn tay nhưng hiện tại hắn dốc toàn lực không ngờ vẫn không thể xé rách được không gian việc này cùng với việc bản lãnh của hắn bị hạ cũng không có liên hệ quá lớn mặc dù bản lãnh của hắn bị hạ nhưng cũng vẫn là hóa thần sơ kỳ quyết không thể có việc không xé được không gian người đàn ông trung niên uống trà kia buông chén trà lắc đầu nói tiểu tử kia để đề phòng ngừa ngươi chạy trốn nơi đây đã bị giam cầm không có cái khe không gian nữa tinh la bàn của ngươi coi như là thứ bỏ đi vương lâm không nói lời nào xoay người thuấn di đi nhưng lập tức trong mắt hắn vẻ lạnh lẽo càng đậm phép thuấn di cũng không thể sử dụng tinh la bàn vô dụng phép thuấn di cũng vô dụng hiển nhiên là đối phương đối với chính mình đã hiểu rất rõ cho nên mới bày ra thiên la địa võng không để cho mình có một nửa cơ hội bỏ chạy vương lâm đạp chân một cái bay nhanh về phía sau người đàn ông trung niên kia không nhanh cũng không chậm lại khẽ thổi nước trà uống một ngụm tiện tay buông chén trà đứng lên lắc đầu nói bản tông chủ không ra tay thì thôi một khi đã ra tay thì sẽ không vì ngươi là hóa thần kỳ mà lơi lỏng cảnh giác tàng ngưu giờ thì ngươi chết chắc rồi thân mình hắn khẽ động bay về phía trước rất xa theo sau vương lâm tốc độ vương lâm rất nhanh tốc độ người này cũng rất nhanh hắn cũng không nóng nảy đuổi theo mà vẫn ở phía sau giống như mèo vườn chuột đáy lòng vương lâm càng thêm âm trầm tay phải hắn vỗ túi chữ vật lập tức lấy ra một ngọc giản linh lực vừa phun ngọc giản lập tức phát ra một ngọn lửa lam trong nháy mắt bị thiêu đốt tiêu tan không còn tôn thái hãy mau đến trong lòng vương lâm thầm than không lâu sau thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại ở phía trước hắn có ba người đang đứng ba người này toàn bộ đều mặc hắc bào che kín khuôn mặt một người trong đó tiến về phía trước một bước lập tức giữa đất trời chuyển đến một luồng áp lực khổng lồ lại là anh biến trong lòng vương lâm chua sót lúc này người đàn ông trung niên kia cũng đã đuổi tới ở ngoài trăm trượng cười nói anh bạn trẻ tàng ngưu không cần chạy nữa đến lúc rồi nói xong hắn nâng tay phải lên hướng về vương lâm điểm một cái lập tức một luồng gió xoáy từ phía trước người này xuất hiện mang theo tiếng gào thét hướng về vương lâm tấn công vương lâm nhanh chóng thoái lui tay phải rút kiếm tiên kiếm trong tay chém về phía trước một nhát kiếm quang gào thét điên cuồng lóe ra luồng gió xoáy kia chấn động tiêu tan một chút kiếm quang xuyên thấu lốc xoáy hướng về người đàn ông trung niên phóng nhanh tới người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng đưa bàn tay to ra phía trước lập tức kiếm quang kia bị hắn nắm trong tay nhấn xuống tan biến hoàn toàn a à, người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc toàn bộ tay phải của hắn lúc này hơi run lên vương lâm lại than thầm trong lòng bản lãnh bị hạ thấp linh lực hỗn loạn sau khi nguyên thần bị hao tổn uy lực của tiên kiếm cũng không thể phát huy được như trong trận chiến với hồng điệp Vương Lâm cắn răng, lại xoay người bỏ trốn. Đúng lúc này, anh biến tu sĩ mặc hắc bào kia hừ nhẹ một tiếng. Thân mình hắn khẽ động, nhanh như sấm sét, nháy mắt liền đuổi theo Vương Lâm, nhẹ nhàng vỗ vào phía sau hắn một cái. Vương Lâm rên thảm một cái, chỉ kịp đem linh lực còn lại trong người ngưng tụ về phía sau, tiên kiếm trong tay che ở phía trước. Nhưng thân mình hắn bỗng bị một luồng lực đạo mạnh mẽ đánh vào, bị bắn tung ra xa bên ngoài trăm trượng. Hắn phun ra một ngụm máu to trong đó có một ít mảnh nội tạng vỡ nát. Mặt Vương Lâm xám như cho tàn, thương thế càng thêm nặng. Lão già áo đen đưa bàn tay to chụp một cái, tiên kiếm trong tay Vương Lâm bay ra, bị hắn cầm ở trong tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Đúng là một thanh hảo kiếm. Bên trong này không ngờ còn có kiếm hồn, không tồi." Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói: "Kiếm này là của ngươi, còn cây tiểu kỳ có thể dẫn phát tiên kiếp kia, phải là của ta." lão già áo đen cười ha hả nói được con tinh la bàn kia vốn là vật của tộc ta ta muốn lấy đi người đàn ông trung niên gật đầu nói lẽ tự nhiên là như thế vương lâm dãy giụa đứng lên hai chân khẽ run rẩy việc này không phải do ý của hắn mà là do thương thế quá nặng gây ra hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lão già áo đen từng chữ từng chữ nói cự ma tộc lão già áo đen đưa tay hạ mũ chùm đầu xuống để lộ hình dáng Người này tóc màu xám, trên mặt đầy những nếp nhăn, nhưng hai mắt như mặt trăng sáng ngời. Hắn nhìn Vương Lâm, cười nói, anh bạn trẻ Tàng Ngưu, Lão Phu đúng là người của cự ma tộc. Năm đó ngươi ở tiên giới đoạt lấy tinh la bàn từ tay thiếu tộc trưởng của tộc ta là sất hổ. Hôm nay ta tới lấy lại, hy vọng ngươi không để bụng. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, tay phải run rẩy vỗ túi chữ vật lấy ra đan dược, đứng trước mặt hai lão già anh biến kỳ, một ngụm nuốt vào, bình tĩnh nói hai anh biến kỳ lão quái đồng thời ra tay chỉ để lấy tính mạng của tại hạ thật là vinh quang tại hạ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu nói đúng vậy lẽ ra phải như thế ngươi mặc dù sẽ chết nhưng cũng nên mỉm cười mà đi đối với pháp bảo của ngươi lão phu rất lấy làm hứng thú nói xong hắn lại điểm tay phải một cái lúc này một luồng linh khí hình một cánh tay lớn ầm ầm từ trong tay người đàn ông trung niên xuất ra trong nháy mắt đi đến bên người Vương Lâm, chợt lóe lên gào thét tấn công. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã khôi phục một chút, tay phải hắn khẽ lật, cấm phiên trong tay run lên, cấm khí lập tức gào thét xuất ra, hình thành từng màn xương đen phía trước thân người, ngăn trở linh khí. Nhưng nghe từng trận tiếng động truyền đến, cấm khí lần lượt tiêu tan, cuối cùng đều bị linh khí hóa giải. Quả là một cây tiểu kỳ tốt, ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Người đàn ông trung niên hai mắt sáng ngời, nhìn cấm phiên trong tay Vương Lâm cười nói theo hắn thấy lúc này tăng ngưu kia chắc chắn sẽ phải chết hai anh biến tu sĩ không thể có khả năng không giết được một tu sĩ hóa thần kỳ sắc mặt vương lâm càng thêm tái nhợt trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng bản thân không hề có khả năng chống lại không cần nói đến hiện tại khoảng cách là quá xa cho dù là khoảng cách không xa cũng không thể có khả năng đó vì vậy hôm nay chính mình thật sự sẽ phải bỏ mạng kéo dài thời gian chờ đợi tôn thái đây là phương pháp duy nhất nhưng hiện tại sau khi hắn huy động cấm phiên linh lực trong người hắn dĩ nhiên toàn bộ đã hao hụt hết lúc này hắn không còn một chút linh lực nào người đàn ông trung niên nâng tay phải lên đang định điểm tiếp một cái lúc này người mặc áo đen đứng bên cạnh lão quái anh biến kỳ của cự ma tộc bỗng nhiên lên tiếng cung kính nói lão tổ xin cho vãn bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối thù năm đó người đàn ông trung niên buông tay nhìn về phía lão tổ của cự ma tộc Lão tổ này liếc mắt nhìn về phía người mặc áo đen một cái, gật gật đầu. Người mặc áo đen lập tức xoay người, hạ khăn chùm nâu. Hắn chính là sất hổ. Sất hổ ánh mắt bình tĩnh, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về vương lâm bay tới. Sất hổ. Vương lâm trong tay cầm cấm phiên. Ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Tàng ngưu, chịu chết đi. Sất hổ quát khẽ, nhưng mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia kỳ dị. Tay phải hắn vỗ về phía trước, lập tức một luồng linh lực gào thét xuất ra vương lâm nhìn ánh mắt sắt hổ trong lòng khẽ động linh lực đang gào thét kia cũng không có lực công kích gì mà bỗng chui vào trong cơ thể vương lâm lập tức trong cơ thể hao phí không còn một mảnh linh lực của vương lâm trong nháy mắt trở nên sung mãn khi sắt hổ tới sát người vương lâm chân phải liền tung ra một cước vào trước ngực lập tức hắn bị bắn ra rất xa một cước này cũng không có một chút lực công kích ngược lại còn có một luồng linh lực truyền vào trong cơ thể vương lâm dung hòa với linh lực của hắn là một. Tàng huynh, góc đông nam là đường sống. Thanh âm lo lắng của sắt hổ truyền đến trong tai vương lâm. Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái liền thấu hiểu cảnh tượng này, hừ nhẹ một tiếng. Lão tổ của cự ma tộc sắc mặt trầm xuống, thân mình bỗng nhiên lao ra, quát. Sắt hổ, ngươi định làm gì? Thân mình sắt hổ chợt lóe, ngăn cản bên người lão tổ, ánh mắt thanh minh, cao giọng nói. Lão tổ, tinh la bàn kia là ta tặng cho tàng ngưu, không phải là hắn cướp đoạt. Sắt hổ ta đường đường là một đấng nam nhi, đã được tàng ngưu khi ở tiên giới nhiều lần cứu mạng. Hắn với sắt hổ ta là bằng hữu, sao ta có thể làm một việc mất hết tính người như vậy được? Lão tổ cư ma tộc nổi giận cười lớn, thân mình khẽ động, vượt qua sắt hổ. Sắt hổ hét lớn một tiếng, hình lưỡi búa giữa lông mày lập tức chấp động. Chân hắn bước một bước, cắn răng hướng về phía lão tổ cư ma tộc phóng tới, trong miệng quát. Tinh la bàn kia đối với tộc ta cũng không có chút hữu dụng, nếu cho tàng ngưu thì đã làm sao? ngươi cầm phi kiếm của người ta sao còn chưa thấy đủ lão tổ bỗng chuyển hướng nhìn chằm chằm sất hổ xuất ra một chảo sất hổ lập tức có cảm giác xung quanh thân thể như bị một luồng lực đạo kỳ dị giam cầm cả thân người không thể di động nửa bước nếu như ngươi không phải là người ẩn chứa cự ma huyết nhiều nhất trong đám tiểu bối thì hôm nay ta nhất định sẽ giết tên nghịch tử này sau khi trở về phạt ngươi bế quan trăm năm chịu đựng nỗi khổ luyện thể hắn thân mình khẽ động hướng về phía vương lâm đang bỏ chạy đuổi theo sắt hổ nắm chặt tay nhìn vương lâm biến mất về hướng đông nam tăng huynh tại hạ hết sức sắt hổ vẻ mặt phiền muộn hắn vốn không cho rằng vương lâm sẽ sống sót sở dĩ vừa rồi hắn dám đắc tội với lão tổ là để cho chính mình không cảm thấy hối hận sắt hổ ta làm việc quang minh lỗi lạc tăng ngưu và ta đã kết thành bằng hữu ta không thể làm những việc bất nhân bất nghĩa linh lực trong cơ thể vương lâm nhờ sự trợ giúp của sắt hổ đã được khôi phục hắn lập tức bay nhanh chạy trốn đối với mối thâm tình cứu giúp của sất hổ hắn mãi khi tạc trong tim trong lúc bay đi vương lâm đưa tay phải điểm thử vào giữa lông mày một cái lập tức thầm than đối phương không biết bày ra cái trận pháp gì chẳng những không thể xé mở không gian mà phép thuấn gì cũng không thể sử dụng tiến nhập vào không gian thiên nghịch cũng bị một tầng lực đạo cản trở trong thời gian ngắn không thể tiến vào trận pháp này vô cùng kỳ diệu trên thực tế không chỉ có vương lâm không thể thuấn gì mà chính người bày ra trận pháp là lão tổ cự ma tộc cũng không thể thuấn gì trong này tiên kiếm bị đoạt hôm nay nếu có thể thoát khỏi nơi này ngày sau nhất định sẽ cướp về trong mắt vương lâm lộ ra một tia hận ý nhưng đúng lúc này người đàn ông trung niên của thuyết vực kia thân ảnh như tia chớp phá không truy kích gần như trong chớp mắt hắn đã đuổi theo vương lâm lạnh giọng nói ngươi chạy không thoát đâu để lão phu đưa ngươi về trời người này nâng tay phải lên ngón tay cái nhấn xuống dưới một cái lập tức một luồng lực đạo mạnh mẽ từ bên trên hiện ra. Khi đến sát bên trên thân thể Vương Lâm, liền có một luồng ý cảnh khủng khiếp gào thét mà đến. Ý cảnh này là một luồng hương khí. Hương khí này bắt nguồn từ trà hương, đem cả thể xác và tâm hồn nhập để thưởng thức trà, từ đó cảm ngộ nhân sinh, lấy trà làm bạn. Sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm lập tức xuất hiện. Đối mặt với đại thành ý cảnh của một tu sĩ anh biến kỳ, hiển nhiên hắn không thể chống cự. Trong chốc lát, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt uể hoài, nguyên thần lại bị thương thân mình vương lâm từ giữa không trung hạ xuống ngã trên mặt đất trên mặt hắn xuất hiện hàng loạt những dấu ấn hình lá trà những dấu ấn này lóe lên không ngừng mỗi một lần lóe lên thân thể vương lâm lại yếu đi một phần nguyên thần cũng dần dần tiêu tan lúc này lão tổ cự ma tộc đuổi theo tới nơi cúi đầu liếc mắt nhìn vương lâm trên mặt đất một cái thật là mất thời gian sau khi giết hắn lão phu còn có chuyện quan trọng lý đạo hữu Hãy động thủ đi." Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nói: "Ngươi không muốn ra tay, chẳng lẽ là sợ Chu Tước Sơn truy cứu? Thôi, việc này là do ta khởi sướng, để ta ra tay." Nói xong, hắn đưa tay phải lên điểm về phía trước một cái, đang định kết liễu tính mạng của Vương Lâm. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một tia sét từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, không trung bỗng nhiên bị xé rách tạo ra một vết nứt thật lớn. Một gỗ quan tài màu tím đen từ trên trời giáng xuống. Phong ma càn khôn trận này nếu lão phu không biết rõ được vị trí của trận nhãn thì muốn tiến vào cũng có chút khó khăn. Một tiếng hừ lạnh từ trên quan tài kia truyền đến. Chỉ thấy một lão già áo đỏ đứng ở phía trên quan tài, ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn ba người trên mặt đất. Sau khi nhìn đến lão tổ cự ma tộc và người đàn ông trung niên kia, lão già sắc mặt trầm xuống, mắng. Tăng ngưu, ngươi ăn no rồi chọc quấy, thế nào mà lại chuốc lấy phiền toái lớn như vậy? Ta nói hai lão bất tử các ngươi, giết một vãn bối hóa thần kỳ, liệu có mất mặt không thi âm tông người đàn ông trung niên thu tay phải lại ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm lão già lão già áo đỏ này đúng là đại trưởng lão của thi âm tông tôn thái tôn thái sắc mặt âm trầm đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái cuối cùng nhìn đến lão tổ của cư ma tộc trong lòng thầm mắng lão biết lão tổ cư ma tộc này mặc dù nói là anh biến sơ kỳ nhưng cư ma tộc chỉ cần đạt tới anh biến kỳ sẽ có thiên phú thần thông xuất hiện Mặc dù chính mình là anh biến trung kỳ cũng không phải dễ dàng mà trêu chọc được. Lão Phu muốn mang người này đi. Tôn Thái trầm giọng nói. Đạo hữu. Người đàn ông trung niên của tuyết vực quốc nói. Người con mẹ nó cút đi. Mới có anh biến sơ kỳ nhỏ mọn. Lại còn bị cưỡng ép thăng cấp. Người không có tư cách nói chuyện với Lão Phu. Tôn Thái trừng mắt quát. Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức biến đổi bất định. Cầm tức Tôn Thái vô cùng. Hắn từ sau khi tu vi lên tới anh biến ở tuyết vực quốc chính là nhân vật trí tôn cho dù là gặp tu sĩ anh biến kỳ đồng cấp cũng không ai nói với hắn như thế tôn thái hừ nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía lão tổ cự ma tộc lão tổ cự ma tộc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôn thái trầm mặc một chút lắc đầu nói không được người này phải chết hơn nữa thi thể hắn phải thuộc về ta người đàn ông trung niên của tuyết vực quốc ngẩn người ra hắn liếc mắt nhìn lão tổ cự ma tộc một cái đối với việc liên quan đến thi thể này đây là lần đầu tiên hắn nói ra. Ngươi cũng không phải là người của thi âm tông ta, dùng thi thể làm gì. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, quát. Lão Phu tự có việc dùng đến. Lão Tổ cự ma tộc nhìn chằm chằm Tôn Thái, nói dứt khoát. Hắn đúng là có việc dùng đến. Trên thực tế nếu tông chủ của tuyết vực quốc không nhờ hắn ra tay bày trận, hắn cũng sẽ bí mật động thủ, giết chết Vương Lâm này. Hắn biết Tàng Ngưu vốn tên là Vương Lâm. Tinh La Bàn chẳng qua chỉ là cái cớ để che mắt người khác mà thôi mục đích thật sự của hắn chính là thiên nghịch châu vốn là từ 500 năm trước hắn sai tộc nhân đến triệu quốc mở một thông đạo vào chiến trường ngoại vực để mang tin tức về ngày đó tu chân liên minh đều muốn tranh đoạt bảo vật này nếu cự ma tộc ta có thể đoạt được rồi dâng lên cho tu chân liên minh chắc chắn sẽ được ban cho thân phận lục cấp lúc đó có thể rời khỏi chu tước tinh thành lập cự ma tinh cũng từ đó chi nhánh cự ma của ta sẽ có thể có được tư cách đứng đầu toàn tộc nhưng năm đó tên vương lâm này lại đoạt được Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu lão tổ Cự Ma tộc. Ánh mắt lão lộ ra vẻ kiên định, hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép Vương Lâm bị người khác cướp mất. Cũng năm đó, tộc nhân Cự Ma tộc báo cho hắn việc này đã bị hắn lập tức xử tử. Rút hồn phách ra cẩn thận xem xét, xác định hắn vẫn chưa kể ra với bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, người biết việc này cũng không nhiều, hắn cũng sợ làm cho người khác chú ý, nên cũng không dám hành động khinh suất giết tất cả những người biết chuyện này mà âm thầm chuẩn bị tìm kiếm Vương Lâm. Chỉ có điều pháp lực của hắn mặc dù cao cường nhưng vương lâm này lại như là đã bốc hơi chu tước tinh quá lớn hắn không thể nào tìm kiếm được căn cứ vào manh mối cuối cùng của tộc nhân kia thì vương lâm đã biến mất vào trong một cái khe ở ngoại chiến trường vì thế hắn đã tự mình đi một chuyến tới ngoại vực chiến trường tìm bên trong cái khe mấy trăm năm nhưng thủy chung không có thu hoạch gì việc này dần dần hắn đã giấu trong lòng trở thành nỗi tiếc nuối hắn nghĩ rằng vương lâm có lẽ đã hoàn toàn tử vong không để lại một nửa dấu vết thiên nghịch châu lại không còn tung tích nhưng sau khi tàng ngưu xuất hiện hết thảy đều chuyển biến sất hổ sau khi trở về trong lời hắn nói có chút kỳ quái lão lấy thân phận lão tổ bức ép sất hồ rốt cục phải nói ra sự thật người này lập tức trong lòng nghi hoặc điều tra rõ ràng lập tức điều tra ra thân phận của tàng ngưu chính là vương lâm năm đó do đó lão lập tức mừng rỡ nhưng ngại chu tước quốc nhúng tay vào nên không tiện ra tay khiến cho chu tước quốc chú ý hết thảy lại trở thành hư ảo tuy nhiên lão lại đem sứ giả của tu chân quốc cấp 4 triệu quốc là người biết được việc này bí mật giết đi, rút ra hồn vách. Lão phát hiện được người này vì không chắc chắn nên năm đó không đem tin tức này báo lên trên. Lão xem như hoàn toàn an tâm, chờ thời cơ hạ sát vương lâm. Vừa hay lúc này, Lý Nguyên Phong của tuyết vực lại tìm đến, nhờ lão bố trí trận pháp, giết chết tằng ngưu. Lão tổ cư ma tộc lập tức nhận lời và nói là muốn lấy lại tinh la bản. Như vậy, cho dù Chu tước quốc sau này có truy ra thì cũng sẽ chỉ tìm đến tuyết vực quốc. Còn lão thì thần không biết quỷ không hay, có thể lấy được thiên nghịch châu. Đến lúc đó cho dù vương lâm có chết, chỉ cần có thi thể hắn, lão có thể dùng bí thuật tra ra chỗ của thiên nghịch châu. Tôn thái ánh mắt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân mình chấp động, hướng về chỗ vương lâm bay tới. Người đàn ông trung niên của tuyết vực quốc lập tức tiến lên, vỗ túi chữ vật, xuất ra một chiếc chuông đồng, đang định ngăn trở. Tôn thái hét lớn, cút ngay một luồng lực đạo giống như thiên uy từ trong cơ thể lão điên cuồng tràn ra người đàn ông trung niên biến sắc bước chân không tự chủ được dừng lại một chút ngươi dám lão tổ cự ma tộc bỗng nhiên vung quyền phải trong tiếng u một cơn lốc xoáy màu đen lập tức xuất hiện hướng về tôn thái trong nháy mắt đã tới gần tay phải tôn thái bấm quyết hướng lên quan tài giữa không trung điểm một cái lập tức nắp quan tài dịch một góc một cái thây khô từ trong bay ra hướng về phía lão tổ cự ma tộc nhân cơ hội này Tôn Thái đưa tay trái chụp một cái, thân mình Vương Lâm lập tức bị lão túm trong tay. Vương Lâm lúc này cực kỳ suy yếu, hai mắt nhắm nghiềm, mặt xám như cho tàn. Tôn Thái không nói lời nào, xoay người hướng lên không trung bay đi, trong nháy mắt liền nhảy vào bên trong cái khe, lập tức biến mất. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, không hề ra tay. Lão tổ cư ma tộc sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo tới tay bị người ta cướp đi, hét lớn một tiếng, thân mình lập tức phát ra tiếng bùm bùm thân thể lão trong nháy mắt liền hóa thành cao hơn 10 trượng, một chiếc búa khai thiên lớn xuất hiện ở trong tay. Người này chém một nhát, không trung phát ra tiếng ầm ầm. Một đạo phủ quang thật lớn trong khoảnh khắc xuất ra. Tôn Thái biến sắc. Lão đã sớm biết cự ma tộc khó chơi. Lúc này, tay phải lão bấm quyết, vỗ về phía trước. Ầm sau tiếng nổ, thân mình Tôn Thái nhanh như tên bắn từ trong cái khe lao ra. Lão tổ cự ma tốc hét lớn một tiếng, đạp chân hướng thân mình về phía trước bước tới vài bước, đi theo truy kích ở phía bắc đại lục chu tước thấy có hai đạo hào quang một trước một sau điên cuồng gào thét đi qua tôn thái trong lúc chạy sắc mặt âm trầm mắng thật tưởng là lão tử sợ ngươi chắc lão xoay mạnh người tay phải cách không hư hóa xuất ra một đạo phong ấn in lên chán vương lâm rồi ném xuống phía dưới thân mình vương lâm lập tức rơi xuống mặt đất bên trong một khu rừng rậm khi rơi xuống đất vương lâm dãy ruộ mở hai mắt khoanh chân ngồi xuống lấy ra đan dược nuốt vào tĩnh tọa thổ nạp toàn lực chống cự lại ý cảnh của người đàn ông trung niên trong cơ thể và phong ấn của Tôn Thái. Hắn đã sớm tỉnh dậy, biết rõ Tôn Thái này có thể sẽ tới cứu mình. Một ấn này không phải là hảo tâm, nhưng vẫn còn hơn là bị bỏ mạng. Lão tổ cự ma tập bước tới truy kích, chiếc búa khai thiên trong tay vung lên, hóa thành một ngân quang lóe lên như chớp động. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, khoảng không phía trước người Tôn Thái lập tức vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt như mai rùa. Tôn Thái mắng lớn, tay phải cách không điểm một cái, tức thì từ trong túi chữ vật của lão bay ra ba đạo thanh quang, hóa thành ba cái thây khô, hướng về lão tổ cự ma tộc phóng đến. Nổ cho ta! Tôn Thái hét! ầm 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 kịch liệt chấn động như trời long đất lở, ba cái thây khô lập tức tự nổ, một luồng khí cường mãnh tấn công lão tổ cự ma tộc. Thân mình lão lập tức bị đẩy đi mấy trượng. Sắc mặt Tôn Thái dữ tợn, thân mình lão khẽ động hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời, tay phải lại khẽ lật, hóa thành một đại thủ ấn bỗng nhiên hướng về lão tổ cự ma tộc đánh tới lão tổ sắc mặt âm trầm bản lãnh của lão chỉ đến anh biến sơ kỳ nếu không có thân thể cường tráng hơn nữa lại có thiên phú thần thông thì nhất quyết sẽ không dám bám theo tu sĩ anh biến trung kỳ vương lâm này đối với cự ma tộc của hắn có quan hệ quá lớn vì vậy chỉ còn cách liều mạng đại thủ ấn trước mặt bên trong ẩn chứa siêu linh lực của tu sĩ anh biến trung kỳ đánh tới anh biến kỳ tu sĩ dĩ nhiên không chỉ dựa vào thiên địa linh lực mà còn cần tiên khí để có thể nâng cao bản lãnh vì vậy trong đòn tấn công này còn ẩn chứa tiên khí. Trước đó, người đàn ông trung niên của tuyết vực và lão tổ cự ma tộc đối phó với vương lâm vẫn chưa sử dụng đến tiên khí. Dù sao tiên khí cũng không thể sử dụng phung phí. Một khi tiêu hao, ngoại trừ tiên ngọc, không có cách nào bổ sung. Mà tiên ngọc, rất khó có được. Đây cũng là nguyên nhân làm cho số lượng tu sĩ anh biến kỳ không nhiều lắm, và cũng là nguyên nhân khiến cho tu sĩ anh biến kỳ ít khi chiến đấu sinh tử. Như vậy, tu sĩ anh biến kỳ thường thường sẽ không tùy tiện sử dụng tiên khí. Nhưng khi sử dụng, uy lực sẽ rất kinh khủng. Điều động tiên khí chính là bản lãnh của tu sĩ từ anh biến kỳ trở lên, và nếu như tu sĩ hóa thần kỳ có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh giống như vậy sẽ có khả năng đột phá. Một thủ ấn này của Tôn Thái tuy rằng là thuận tay đánh ra chứ không phải là một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Nếu bên trong không có tiên khí thì uy lực cũng chỉ bình thường, nhưng hiện tại bên trong có ẩn chứa tiên khí nên lập tức uy lực khắc hẳn. Cho dù là một hỏa cầu thuật đơn giản, nếu có ẩn chứa tiên khí cũng sẽ to lớn vô cùng. Tôn Thái tiện tay đánh một cái, lập tức khiến cho lão tổ cự ma tộc trong lòng chấn động ánh mắt lão chợt lóe trong cơ thể dâng lên một ít tiên khí trong nháy mắt dung nhập vào trong tay phải thần thái lão ngưng trọng một búa xuất ra tấn công lại thủ ấn ầm một tiếng nổ qua đi mặt đất xuất hiện xuất hiện vô số vết nứt nẻ trên không trung hiện ra rất nhiều luồng sáng bảy màu như cầu vồng lóe ra từng đạo tiên lực gợn sóng bỗng nhiên tản ra bốn phía một ngọn núi thật lớn bên dưới những đợt sóng gợn lập tức sụp đổ hóa thành cho bụi chỉ còn có một nửa. Những gợn sóng này tới cũng mau, mà tiêu tan cũng nhanh chóng, vẫn chưa lan quá rộng. Dù sao hai người cũng không sử dụng quá nhiều tiên lực. Lão tổ cự ma tộc thân mình run lên, khóe miệng chảy máu tươi. Sắc mặt hắn dữ tợn, thân mình trùng xuống một chút, không đi về hướng tôn thái mà hướng về phía khoảng đất rộng bên trong khu rừng rậm phóng tới. Lão phu là anh biến trung kỳ, không tin là không giết được người. Sau khi giết người, thân thể của cự ma tộc nhất định sẽ bán được giá tốt. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, lao về phía trước. Đồng thời, tay phải chỉ lên trời, từ trong cơ thể lại xuất ra một tia tiên khí, quát, lôi. ầm một tiếng, một đạo thiên lôi thiểm điện màu đen từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, phá không giáng xuống. Lôi chi ý cảnh của Lão Phu là do lúc trước đã phải trả một giá rất lớn, ở thiên lôi tinh bế quan trăm năm mà cả ngộ được. Con rùa con cự ma tộc, chết cho ta. Tôn Thái hét lớn. Lão tổ cự ma tộc trầm sắc mặt xuống, ngẩng đầu lên đã thấy thiên lôi ầm ầm trong nháy mắt giáng xuống. Lão hét lớn một tiếng, thân mình lập tức lại cao thêm ba trượng, trông như một người khổng lồ, một quyền đánh vào thiên lôi. Ầm, lại một tiếng nổ, lão tổ toàn thân đầy tia sáng lôi điện, phóng ra bốn phía. Sắc mặt hắn xanh mét, khóe miệng lại chảy máu tươi, nhìn chằm chằm Tôn Thái. Lúc này, người đàn ông trung niên của Tuyết vực lặng lẽ thuấn di tới. Lúc hiện ra, đã đứng phía trước Vương Lâm. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hung ác tay phải điểm một cái chính là muốn nhân cơ hội lấy mạng vương lâm vương lâm mở mạnh hai mắt trong mắt lộ ra vẻ độc ác hắn đang cố gắng hồi phục nhưng trà chi ý cảnh của người này và phong ấn của tôn thái kết hợp lại một chỗ hình thành một đạo phong ấn hùng mạnh không thể bài trừ vì vậy linh lực trong cơ thể hắn cũng không thể hồi phục cho dù nuốt đan dược vào đan dược cũng bị hòa tan trong nháy mắt bị phong ấn này hút đi không có được một chút tác dụng nào hiện tại linh lực trong cơ thể hắn so với trúc cơ kỳ bậc thấp còn không bằng, mà chỉ miễn cưỡng tương đương với ngưng khí tầng thứ ba. Hơn nữa, do linh lực không ổn định nên hắn đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không có pháp lực. Lúc này, cho dù là một phàm nhân trong đám nhân sĩ võ lâm cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nguyên thần của hắn lại vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, thậm chí còn liên tục xuất ra khỏi cơ thể mà không thể thu lại. Lần bị thương này, ngoại trừ lần bị đằng hóa nguyên hủy diệt cơ thể năm đó, là nghiêm trọng nhất người đàn ông trung niên của tuyết vực ánh mắt chật lóe tay phải điểm xuống đúng lúc này bỗng nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống người đàn ông trung niên biến sắc thân mình lui nhanh không chút do dự triển khai toàn bộ tốc độ điên cuồng bỏ chạy chỉ có điều thiên lôi này lại tựa như ánh mắt theo đuổi không bỏ trong nháy mắt thiên lôi và người đàn ông trung niên đều biến mất về phía chân trời không thấy bóng dáng hừ dám dở trò trước mắt lão tử từ trên không trung tôn thái cưới lạnh hai tay ở trước người bấm quyết điều động tiên khí trong cơ thể chuẩn bị một chiêu đánh cho lão tổ cự ma tộc bỏ chạy sau đó mới tĩnh tâm thu xếp đến vương lâm lão đã quyết định lần này nhất định phải phong ấn vương lâm triệt đề tránh cho nguyên thần của mình phải chịu hao tổn ánh mắt lão già cự ma tộc lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn chằm chằm tôn thái trầm giọng nói ta đem người này đi sau bảy ngày sẽ trả lại cho ngươi không được tôn thái nói không chút do dự Lão để cho người này mang Vương Lâm đi chẳng khác nào đem nguyên thần của mình giao vào tay đối phương. Lão già cự ma tộc Trầm Mặc trầm giọng nói: "Là ngươi ép ta." Lão phu sau khi anh biến, lần đầu tiên sử dụng thuật Thiên Phú thần thông. "Ngươi hãy tiếp chiêu." Hắn nói xong, hít sâu, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi đầy trên mặt, cả người như đang chịu một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong cơn lốc xoáy này lấp loáng khí đen, theo chuyển động của lốc xoáy một lực đạo kỳ dị từ bên trong lan truyền ra tôn thái biến sắc đúng lúc này lão tổ cự ma tộc hét lớn chuyển lập tức lốc xoáy phía sau hắn chuyển động với tốc độ mạnh mẽ một lực hút khổng lồ điên cuồng phát thiết ra nhưng lực hút này không ảnh hưởng gì đến núi đá cây cỏ bốn phía mà chỉ có y lực đối với duy nhất tôn thái tôn thái lập tức cảm nhận được lực hút khổng lồ kia thân mình không tự chủ được hướng về phía lốc xoáy bay đi lão cắn răng tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào, điều động xuất ra, điểm vào hư không một cái. Một cỗ quan tài đỏ từ trong hư không xuất hiện. Tôn Thái đưa một trưởng chụp lên phía trên quan tài. ầm một tiếng, quan tài vỡ vụn, một khối thi thể đồng tử từ trong quan tài bay ra. Chuyển, lão tổ cư ma tộc lại hét lớn, cân xanh trên mặt lão nổi càng nhiều, thân thể lão không tự chủ được run rẩy. Bản lãnh của lão không đủ, sử dụng thiên phú thần thông khiến cho thân thể bị hao tổn rất lớn, chỉ có thể duy trì một lúc lốc xoáy lập tức chuyển động với tốc độ điên cuồng tôn thái rên thảm một tiếng thân mình không tự chủ được bay vào bên trong lốc xoáy mắt lão lộ vẻ không cam lòng quát to ma đồng giết hắn đồng tử kia lập tức mở hai mắt lộ ra ánh sáng yêu dị đạp chân một cái đi đến trước người lão tổ cư ma tộc với một tốc độ không thể tin nổi so với phép thuấn di còn nhanh hơn rất nhiều lần lão tổ cư ma tộc trơ mắt nhìn nhìn đồng tử kia đưa một trưởng vào ngực lão lập tức một luồng lực đạo hủy diệt tấn công vào trong cơ thể hắn. Hắn phun ra một ngụm máu to, nguyên thần lập tức bị đánh bật ra, túi chữ vật cũng nhanh chóng bị cuốn ra. Thân thể hắn hạ xuống, bị đồng tử kia đá một cước, trên ngực xuất hiện một hố lớn rất sâu. Chỉ có điều, thân ảnh tôn thái bên trong lốc xoáy cũng chìm dần vào trong, truyền ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dần dần biến mất. Thiên phú thần thông của cự ma tộc lấy bản lãnh hiện tại của lão tổ mà thi triển, cũng không có uy lực đả thương người khác nhưng có thể đem người được chỉ định thông qua thiên phú thần thông tống xuất ra khỏi chú thức tinh, đưa đến một ngôi sao rất xa trên bầu trời. Tôn Thái theo cơn lốc xoáy, biến mất hoàn toàn. Giữa không trung chỉ còn lại đồng tử kia. Một lát sau, hướng về nguyên thần của lão tổ cự ma tộc đuổi theo. Lão tổ cự ma tộc không bắt được vương lâm không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng bay nhanh mà đi. Đồng tử kia tốc độ cũng cực nhanh, đuổi theo không bỏ qua. Trong nháy mắt, Thân ảnh hai người biến mất ở phía chân trời. Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, gắng gượng đứng lên, tập tễnh đi về hướng đám cây phía ngoài. Từ bước chân của hắn, hắn có thể cảm thấy rõ ràng bản lãnh của chính mình càng ngày càng yếu, linh lực càng ngày càng ít. Ý cảnh của Lý Nguyên Phong và phong ấn của Tôn Thái gần như kết hợp một cách hoàn hảo, khóa chặt hắn vô cùng gắt gao. Trên mặt hắn, những vết lá trà ngày càng dày đặc, cuối cùng sinh trưởng ở trên mặt hình thành những vết sẹo. Những vết sẹo này chẳng chịt có quy tắc, tạo thành một hoa văn kỳ dị hoa văn này chính là phong ấn của tôn thái vương lâm cười khổ vật vã đi hồi lâu toàn thân hắn như bị một quả núi lớn đè ép bước từng bước khó khăn đến khi ra khỏi rừng rậm linh lực mỏng manh trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu tan không còn lại chút nào thương thế trên thân thể dĩ nhiên rất nặng nhất là trong ngũ tạng truyền ra từng cơn quặn đau nguyên thần suy yếu sắp tiêu tan sau khi ra khỏi rừng rậm thoáng thấy ánh mặt trời vương lâm ngẩng đầu từng cơn hư nhược truyền đến trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất sau trận chiến giữa vương lâm và hồng diệp cái tên tàng ngưu pháp bảo hắn sử dụng đã bị sứ giả của các tu chân quốc bên ngoài âm thầm ghi nhớ sau khi trở về nước liền lập tức loan tin dù là cấm phiên hay bảo kiếm xạ thần xa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành đề tài nóng hổi của hầu hết các tu sĩ trên chu tước tình cái tên tàng ngưu đã trở thành đệ nhất chỉ dưới anh biến kỳ đồng thời trên chu tước sơn truyền ra thông tin Hồng Diệp sẽ bế quan trăm năm, tìm cách đột phá anh biến kỳ. Đối với việc này chưa từng có người nào hoài nghi. Hồng Diệp sau trận chiến đó có điều lĩnh ngộ, bế quan là chuyện đương nhiên. Chẳng qua sau khi mọi chuyện chấm dứt, Tăng Ngưu lại mất tích. Chưa từng có người nào biết hắn, chỉ biết Tăng Ngưu trên đường tới Chu Tước Sơn nhận lệnh thì biến mất. Việc này nhất thời liền gây nên sóng gió to lớn vô cùng. Từ Chu Tước Sơn, lão quái có danh xưng Chu Tước dừng bế quan đi ra, nhìn về phía cực bắc của Chu Tước Đại Lục ba ngày trước ở nơi đó chuyển tới pháp lực ba động rõ ràng là đã có hai tu sĩ anh biến kỳ giao chiến ở đó ngoài ra hắn còn cảm nhận được thần thông thiên phú của cự ma tộc chu tước tu vi mặc dù chưa đạt tới mức như thần nhân có thể biết hết mọi chuyện chẳng qua lướt qua lượng tin tức khổng lồ trong khắp chu tước quốc hắn liền hiểu chuyện của tàng ngưu lần này là do tuyết vực gây ra cự ma tộc cũng tham dự nhưng đối với tu sĩ có tu vi anh biến kỳ kia thì hắn lại không thể tìm hiểu được mặt khác dưới thần thức của hắn bao trùm như vậy không ngờ lại không thể tìm ra được tung tích của vương lâm điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên hắn đoán rằng vương lâm hẳn là thụ thương rất nặng khiến nguyên thần tan nát chỉ có vậy thì hắn mới không thể tìm được vương lâm chẳng qua đối với hắn vương lâm có trọng yếu thì cũng chỉ là một cái lô đỉnh có mất cũng không quan trọng liễu mi đi tới phương bắc của chu tước tìm xem vương lâm ở nơi nào lão giả truyền âm cho liễu mi xong lại tiếp tục bế quan tuyết vực quốc lần này hành động nghịch ý hắn ngày sau nhất định sẽ gặp tai kiếp. Liễu mì từ Chu Tước Sơn bay xuống, thân hình như một đạo cầu vồng tuyệt mỹ, hóa thành một luồng sáng bay về phía Bắc Chu Tước Tinh. Giờ phút này trên một vách đá của Chu Tước Sơn, một người toàn thân bao phủ bởi hồng sa đang nhìn về phương xa. Đôi mắt nàng trống rỗng, không hề có chút sinh cơ. Dưới chân nàng đang nở một đóa hoa hồng tươi thắm. Gió núi thổi qua, đóa hoa khẽ lay động, tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ nó vẫn mạnh mẽ, vươn mình đón gió thân ảnh của kiền phong xuất hiện phía sau nữ tử tay phải búng vào đóa hoa dưới chân nàng đóa hoa lập tức tan nát hóa thành cho bụi tuyệt tình ta biết ngươi còn giấu được một tia nguyên thần chẳng qua đã rơi vào tay kiền phong ta thì cũng nên bỏ cuộc đi là vừa kiền phong cười tà dị vỗ vỗ lên mặt nữ tử kia một tháng sau phía bắc chu tước đại lục ở một sân thôn nọ có một thanh niên cổ quái thân mặc y phục bằng vải thô đang ngồi trên một tảng đá lớn trên mặt hắn đầy những vết sẹo lớn khiến người ta kinh tởm hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng hắn nhìn về phương xa hai mắt dường như không tập trung vào thứ gì hoàn toàn mơ mịt mông lung ở cửa thôn lục tục đã có thôn dân qua lại mỗi người đi qua người thanh niên này đều lộ vẻ chán ghét cố gắng tránh xa hắn mà đi đối với hết thảy mọi chuyện vẻ mặt thanh niên này không có chút thay đổi chỉ lẳng lặng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra xa không lâu sau một thiếu nữ mặc quần áo hoa đi hài trắng đi tới Phía sau nàng còn có một con cho to cỡ con nghe con. Thiếu nữ mới khoảng 14 15 năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, con ngươi đen láy. Người cầm xấu xí, cha ta bảo ta gọi ngươi về ăn cơm. Thiếu nữ dừng lại cách người thanh niên ba trượng, kêu lên. Người thanh niên quay đầu liếc thiếu nữ một cái rồi đứng lên. Có lẽ do hắn ngồi quá lâu nên hai chân đã tê dại, khi đứng dậy liền ngã sắp xuống, khiến thiếu nữ bật cười. Người câm, nhanh lên nào, ta cũng đói rồi. Thiếu nữ xoay người đi vào trong thôn. Con chó to kia lập tức chạy lên phía trước nàng mở đường. Người thanh niên yên lặng đi theo, nhìn nhà cửa bốn phía trong thôn, vẻ mạch lạch trong mắt ngày càng đậm. Trong một tòa nhà trong thôn, một trung niên nam tử đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Hắn ăn mặc giản dị, tám màu lam do nhiều lần giặt rũ đã trở nên bạc màu. Trên sân có một ít thảo dược. Dược hương thơm mát theo gió lan ra. Thiếu nữ nhảy chân sáo vào, ngồi xuống bên cạnh nam tử, dịu dàng nói. Cha! Con đã gọi người cầm về rồi." Nam tử nhướng mày, lớn thiếu nữ một cái, quát, "Không biết lớn nhỏ, phải gọi là thúc thúc." Thiếu nữ lẻ lưỡi, không dám nói gì mà trốn vào trong nhà giúp mẹ nàng nấu nướng. Nam tử đứng lên, nhìn thanh niên xin lỗi, "Tiểu ca, ngươi đừng để ý. Đứa nhỏ nhị nha này còn chưa hiểu chuyện. Để ta xem thân thể ngươi đã khôi phục tới mức nào rồi." Thanh niên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nam tử, vươn cánh tay phải ra, chỉ thấy cánh tay hắn cực gầy gò nam tử bắt mạch cho hắn đôi mắt trầm tư một lúc sau sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng nói tiểu ca thương thế của ngươi khôi phục tốt lắm ta sẽ bốc cho ngươi vài thang thuốc nữa để ngươi bồi bổ thân thể sẽ khỏe hẳn thôi người thanh niên trầm mặc gật đầu nam tử trung niên thấy bộ dạng của đối phương thầm than một tiếng người này tháng trước hắn đi vào nói hái thuốc thì bắt gặp lúc ấy người này đang lúc nguy kịch Vốn hắn mang tấm lòng lương y như từ mẫu, liền đem người này về nhà cứu chữa. Thương thế người này rất nặng, ngũ tạng đã lệch đi, lại bị tổn hại rất nhiều nơi, hắn không nắm chắc có thể cứu được hay không. Nhưng thân thể người này cực kỳ kỳ diệu, chỉ mất mấy ngày sau là đã có chuyển biến tốt, sau đó tỉnh lại. Chẳng qua khi người này tỉnh lại thì không hề nói gì, như là một kẻ câm điếc. Lúc này một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, theo sau là thiếu nữ kia. Hai người bưng một ít thức ăn đặt lên bàn. Mẹ con không ăn với người cơm kia đâu. Xấu xí như vậy con ăn không vô. Thiếu nữ dầu môi nói. Con, trung niên nam tử đang định mắng thì bị người phụ nữ ngăn lại. Bà gấp cho thiếu nữ chút thức ăn, nói. Nhìn nhà, vào phòng ăn đi. Thiếu nữ bĩu mồi, định nói gì đó. Lúc này thanh niên kia cầm chén cơm trong tay, run rẩy đứng lên, đi ra khỏi sân, ngồi xuống một tảng đá lớn, ngơ ngẩn nhìn bát cơm trong tay, trầm mặc không nói. Hắn chính là người mà tất cả tu chân giới hiện nay đang muốn biết vị trí, Vương Lâm, nhân vật từng sáng chói như mặt trời chính ngọ giờ lại lưu lạc tới mức này, hết thảy mọi việc đều là do cự ma tộc và Tuyết vực quốc ban cho. Tay phải Vương Lâm run rẩy, buông chén cơm, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ sở. Nguyên thần của hắn trong một tháng này đã tan nát, chẳng qua gọi là tan nát cũng không phải là biến mất mà là hóa thành nhiều mảnh nhỏ, ẩn sâu trong thân thể. Thời gian trôi qua, những mảnh nhỏ này đang từ từ tiêu tan. Thân thể hắn bị thương rất nặng, chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào nguyên thần khi tan vỡ lại may mắn sinh ra một tia linh lực, tu bổ lại thân thể hắn. Nhờ đó mà thân thể hắn mới tốt lên. Chẳng qua hiện giờ hắn đã mất tất cả linh lực, trở thành một phàm nhân. Hơn nữa giờ ngay cả cầm chén cơm hắn cũng không đủ sức, đã không còn thuật thần thông, giờ đây dù chỉ là một phàm nhân cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh ngã hắn. Thậm chí khiến hắn không ngờ tới là vì nguyên thần tan nát nên ngay cả bổn tôn ở nơi xa cũng bị ảnh hưởng, chìm vào giấc ngủ say không thể thức tỉnh nổi. Điều này đối với Vương Lâm đúng là một tin dữ. Nếu bổn tôn chưa ngủ say, vậy còn có thể tới đón hắn, tìm nơi có linh lực sung túc ở đó thổ nạp, như vậy còn có cơ may khôi phục lại được. Nhưng giờ đây hết thảy mọi chuyện đều tan như bọt nước. Hắn chẳng phải bị câm, mà là không muốn nói chuyện. Trên mặt hắn chẳng chịt sẹo, khiến trông hắn xấu xí vô cùng, ai nhìn vào cũng sợ hãi. Ở thôn Sơn này một tháng qua, trừ vợ chồng người làng trung nọ ra, không ai từng nói lời nào ân cần với hắn đã không có linh lực túi chữ vật hiên nhiên không thể mở ra hiện giờ hắn hoàn toàn đã trở thành một phàm nhân một lúc lâu sau vương lâm than nhẹ cầm chén cơm và vài cái chín năm sau uyển nhi sẽ lại phải nhập vào thiên đạo luân hồi chín năm vương lâm nuốt miếng cơm trong mắt lộ vẻ kiên định một tháng qua hắn lúc nào cũng tự hỏi phải làm thế nào mới có thể khôi phục tu vi của bản thân chỉ cần phá giải được phong ấn ý cảnh hết thảy mọi việc sẽ được giải quyết mà làm cách nào mới phá giải được Vương Lâm vẫn còn mơ hồ chưa biết. Đêm đã khuya, Vương Lâm nằm trong phòng chứa củi, dần chìm vào giấc ngủ. Thân thể hắn lúc này cực kỳ suy yếu, không còn nửa điểm khí lực. Sáng sớm hôm sau, nam tử trung niên lưng đeo giỏ thuốc, mời thêm mấy thợ săn lên núi hái thuốc. Vương Lâm mở hai mắt, khoanh chân ngồi lặng yên trong phòng chứa củi. Hắn thầm than, trong cơ thể không có nửa điểm linh lực, căn bản không thể thổ nạp. Trừ phi đang ở nơi có linh lực cực kỳ nồng đậm, mạnh mẽ thổ nạp thì mới có thể sinh ra trong cơ thể một tia linh lực hắn lắc đầu cười khổ đi ra khỏi phòng thân thể vẫn suy yếu như trước đúng lúc này thiếu nữ cũng từ trong phòng đi ra sau khi thấy vương lâm cong miệng nói người cơm xấu xí ngươi đã ở nhà ta một tháng rồi khi nào thì định đi hả nhà ta không phải là nhà tế bần làm gì có nhiều cơm gạo nuôi ngươi như vậy nhị nha cha ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi phải gọi là thúc thúc thiếu phụ từ trong phòng đi ra mở miệng trách cứ. Thiếu nữ bất mãn hư một tiếng nói. Tú tài, đi theo ta. Nàng vừa nói vừa đi về phía cửa. Con chó kia từ trong góc sân lao ra, vẫy vẫy đuôi chạy theo nàng. Ánh mắt thiếu phụ liếc nhìn vương lâm. Xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để bụng. Cha nó lên núi hái thuốc, nói rằng thân thể ngươi hư nhược, cần phải bồi bổ. Ngươi cứ an tâm ở lại đây, lúc nào thân thể hồi phục hãy đi cũng không muộn. Chỉ thoáng chốc đã lại qua nửa tháng trong nửa tháng này sau khi uống thuốc của nam tử trung niên thân thể vương lâm dần dần đã có một chút khí lực một đêm nọ vương lâm đi ra khỏi phòng chứa củi nhìn về nơi trung niên nam tử ở nhớ kỹ trong lòng rồi xoay người rời đi hắn phải đi thôi một tháng vừa qua vương lâm đã dự trữ một ít lương khô đeo trên lưng hắn rời khỏi thôn giờ phút này đột nhiên hắn nhớ lại nhiều năm về trước khi mình không được hàng nhạc phái chọn đã một mình trong đêm lặng lẽ bỏ nhà ra đi kết quả là vận mệnh xoay vần đến ngày nay Hắn than nhẹ một tiếng, cất bước về phía xa. Hắn không biết mình đang ở nơi nào, lúc hắn truyền tống đi cũng không kịp biết mình sẽ bị truyền tới đâu. Giờ phút này hắn chỉ thầm mong sẽ tìm được một nơi có linh mạch, ở đó tu dưỡng, xuất ra được một tia linh lực, sau đó nghĩ biện pháp phá giải phong ấn ý cảnh. Đêm khuya, gió lạnh tràn về, thân thể Vương Lâm không khỏi run lên. Hắn khổ sở thầm nghĩ, bản thân mình đã bao nhiêu năm không có cái cảm giác này của phàm nhân rồi. Mặc dù năm đó hoa phàm thì vẫn còn tốt hơn bây giờ gấp bội. Dọc đường đi, cứ được một đoạn là Vương Lâm lại thở hồn hển, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Do vậy tốc độ hiển nhiên là rất chậm. Sau 7 ngày hắn vẫn đang ở trên đường. Tuy hắn không còn một chút linh lực nhưng cảm giác thì lại vẫn còn. Trên đường hắn đã gặp không ít nơi có linh lực. Đáng tiếc là ở những nơi này, dù hắn thổ nạp thế nào trong cơ thể cũng không sinh ra được nửa điểm linh lực. Có lẽ chỉ có ở một số ít sơn môn của môn phái tu chân mới tìm được nơi có linh lực nồng đậm. Vương Lâm thầm nghĩ, chẳng qua với thân thể của hắn hiện giờ thì làm sao có thể bước chân vào môn phái tu chân? Vương Lâm thầm than, nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nhưng sự tuyệt vọng này ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ gạt bỏ. Hắn hít sâu một hơi, thì thào tự nhủ: Tuyết vực quốc, cự ma tộc, Vương Lâm ta tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Nhất định có một ngày ta sẽ trả lại gấp trăm lần những gì các người gây cho ta. Ánh mắt hắn lộ vẻ kiên định, đứng dậy tiếp tục hành trình nhưng đúng lúc này phía sau chuyển tới một loạt tiếng vó ngựa những âm thanh gào thét phá tan màn đêm yên tĩnh dường như đồng thời với tiếng vó ngựa vang lên một đám hắc mã đã vọt tới ngồi trên lưng ngựa là một đám tráng hán những người này huyệt thái dương nhô cao vẻ mặt hung ác khi phóng ngang qua vương lâm một đại hán trên mặt có vết đao chém đột nhiên ghìm cương ngựa chăm chú nhìn vương lâm sau đó cười to nói hà hà một tiểu tử xấu thật làm khúc cây cản đường quá tốt rồi hắn vừa nói vừa khom lưng duỗi bàn tay to ra nắm lấy quần áo vương lâm túm lấy hắn mã lão tứ làm gì đó phía trước chuyển tới một tiếng quát lão đại ta bắt thằng lỏi xấu xí này chặt hết tay chân đi đặt chặn đường đoàn xe của thiên uy tiêu cục thế nào chả tốt hơn là để huynh đệ chúng ta giả dạng chứ đại hán cười hắc hắc thúc ngựa con ngựa lập tức phóng về phía trước lão đại ngươi xem đại hán đuổi tới giơ vương lâm trong tay lên cười nói hai mắt vương lâm nhắm nghiền trong lòng vẫn nộ chẳng ngờ lại có ngày một kẻ trong võ lâm cũng có thể tùy ý lăng nhục hắn trên con ngựa phía trước là một đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô hắn chừng mắt nhìn vương lâm một cái gật đầu nói được mang theo đi 18 con ngựa đồng loạt xé gió lướt đi ở một cốc khẩu cách đó hơn ba dặm những người này ghìm cương ngựa nhanh chóng tản ra ẩn nấp trong mã nhi khẩu động tác của những người này cực kỳ thuần thục hiển nhiên là thường xuyên làm việc này trong nháy mắt chỉ còn lại đại hắn trên mặt có vết đao về vương lâm tiểu lục dắt ngựa hộ ca ca nam tử mặt sẹo nói xong một gã gầy còm lập tức chui ra dắt ngựa của hắn vào rừng tiểu tử coi như ngươi xui xẻo vậy hắn tử mặt sẹo nhìn vương lâm cười dữ tợn tay phải giơ lên liền đánh chật xương cầm vương lâm sau đó hắn khẽ quát một tiếng xong chỉ điểm vào hai chân và hai vai vương lâm chỉ nghe rắc rắc vài tiếng xương đùi và xương vai của vương lâm lập tức đau buốt chán hắn toát mồ hôi to như hạt đậu, hai mắt trừng trừng nhìn đại hán mặt sẹo kia. Hắn muốn ghi nhớ kỹ bộ dáng đối phương. Đại hán mặt sẹo hừ nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bao dược phấn, cẩn thận rắc lên miệng vết thương của Vương Lâm, sau đó động thân, chui vào trong đám cây cối, biến mất. Vương Lâm ngã xuống đất, trên mặt hiện lên một cỗ sát khí. Hắn từ trước tới nay chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Chẳng qua hiện nay thân thể hắn quá hư nhược, dần dần chìm vào hôn mê. Thời gian chậm chạp trôi qua một lúc lâu sau thư xa chuyển tới tiếng xe ngựa lộc cộc càng lúc âm thanh đó càng gần đúng lúc này đột nhiên xe ngựa dừng lại một con khoái mã nhanh chóng chạy tới một thanh niên tuấn lãng dừng lại trước người vương lâm cúi đầu nhìn thoáng qua hắn sau đó quay lại hô tiêu đầu là một tử thi nói xong hắn xoay người xuống ngựa đá một cái khiến vương lâm bay sang một bên sau đó lên ngựa trở về đội xe đội xe lại tiếp tục tiến lên ngay lúc vừa đi qua vị trí vương lâm đột nhiên bốn phía ánh đuốc sáng bừng một chàng cười dài truyền tới thiên uy tiêu cục các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không cướp sao xông lên một tiếng hét lớn từ trong đám cây truyền tới ngay sau đó 18 đại hán đi ra trong nháy mắt khi ánh đuốc sáng lên dược phấn trên thân thể vương lâm lập tức tản ra một thứ khí không mùi không vị nhanh chóng lan tràn bao phủ toàn bộ đội xe hỏa vân độc một tiếng thét kinh hãi từ trong đội xe truyền ra ngay sau đó những tiêu đầu trong đội xe lập tức cảm thấy thân thể đau đớn, cả người vô lực. Không sai, Đấy chính là độc dược chuyên dùng của hỏa vân thập bát anh chúng ta. Hắc hắc, lấy máu chữ độc, lấy lửa dẫn phát. Các người hôm nay đừng hòng có kẻ nào trốn thoát được. Một trận đổ sát cứ như vậy diễn ra. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cả đội tiêu xa đã bị sát hại hơn phân nửa. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ánh đuốc bập bùng, 18 ác hán giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn một đao chém xuống là một người mất mạng hà hà đại ca còn có ba người đàn bà lần này chúng ta trở về có thể vui vẻ một phen hắn tử mặt sẹo kia vung đao chặt đầu một người từ trong xe lôi ra một người thiếu phụ thiếu phụ này cũng có đôi phần tư sắc lúc này hét ầm lên vẻ mặt tái nhợt đôi mắt lộ vẻ sợ hãi hắn tử mặt sẹo cười ha hà sợ soạn khắp người thiếu phụ cười dâm đãng vài tiếng sau đó khiêng thiếu phụ lên để mặc thiếu phụ đánh vào lưng hắn lúc này lập tức lại có hai đại hán nhanh chóng lôi từ trong xe ra hai nữ quyến nữa cười ha hả quýt dài một tiếng tất cả ngựa đang ẩn trong rừng đều chạy ra đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô kia lấy từ trên xe ngựa ra một hộp cấm mở ra liếc một cái lập tức hài lòng cười nói các huynh đệ đi thôi những người này liền lên ngựa trong tiếng gào khóc của mấy nữ nhân kia rời đi hán từ mặt sẹo đi qua người vương lâm cười nói lão đại Tiểu tử này hay là đem theo, nuôi vài ngày, lần sau lại đem ra dùng. Hán tử khôi ngô gật đầu, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Hán tử mặt sẹo đá Vương Lâm một cái bay về một tên khác. Hắn bắt lấy Vương Lâm, sau đó cả bọn gào thét phóng đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lưu lại những thi thể và từng trận máu tanh. Khi ánh ban mai bừng lên, 18 người đã đến một ngọn núi nhỏ. Trên sườn núi có một tòa sơn trại rất lớn, bên trên có viết một chữ rất lớn, Hỏa đại đương gia đã trở về mở cửa cửa sơn trại ầm ầm mở ra 18 người gầm thét chạy vào nhất thời trong sơn trại trở nên náo nhiệt hán từ mặt sẹo cầm thiếu phụ trong tay xoay người xuống ngựa cười nói lão đại ta trước tiên đi hưởng thụ sự sung sướng này đã vừa nói xong hắn liền chui vào phòng không lâu sau trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử những đại hán khác hiển nhiên là đã quá quen với việc này đều cười rộ lên hai nữ quyến khác cũng đã bị người khác mang đi. Vương Lâm thì bị ném vào trong thủy lao phía sau sơn trại. Trước mắt hắn là một khoảng không tối đen, không có chút ánh sáng, chẳng một tiếng động, dưới chân trống rỗng, tựa hồ đang lơ lửng trong đêm tối. Thân thể hắn trôi nổi, vô lực lắc lư trong đêm tối. Vương Lâm cố gượng lắc đầu. Từng cơn đau đớn từ tứ chi truyền tới, cảm giác như bị sắt nung xuyên qua da thịt. Vương Lâm mở hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Từ xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết yêu ớt, khi chuyển tới đây đã cực kỳ nhỏ chẳng qua giữa bóng tối tĩnh lặng này tiếng kêu vẫn quẩn quanh không dứt sau khi mất đi linh lực nguyên thần tan nát hai mắt vương lâm cũng không thể thấy được mọi vật như trước đây bốn phía tối đen như mực hắn chỉ biết mình đang bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp hai tay hắn bị dây trói chặt cả thân thể bị treo lên ngâm mình trong nước lạnh thứ nước không nhìn thấy được đã dâng tới cổ tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn thỉnh thoảng có một đợt sóng đánh lên miệng mũi và vết thương trên cơ thể hắn. Vương Lâm nín thở, nhấc đầu lên, cảm giác như đang bị nhốt trong giếng vậy. Tiếng kêu quanh quẩn từ xa vọng lại đã biến mất, bốn phía yên lặng như trong mồ vậy. Tu sĩ khi mất đi hết thảy, hóa ra so với phàm nhân còn chẳng bằng. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, một tia lửa giận bất cam nồng đậm ẩn hiện trong đó. Vương Lâm năm đó hô phong hoán vũ đã không còn, hiện giờ chỉ còn lại một kẻ đã mất đi linh lực, nguyên thần tan nát một phàm nhân tay chói gà không chặt. Hắn thậm chí ngay cả túi chữ vật cùng không thể mở ra. Giờ phút này túi chữ vật đã biến mất, hiển nhiên đã bị bọn người võ lâm kia đoạt lấy. Lúc này trên bầu trời hỏa vân trải, thân hình nổi bật của Liễu Mi nhoáng lướt qua. Nàng thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Căn bản nàng không biết, người mình cần tìm đang ở trong sơn trại này. Vương Lâm trầm mặc, nhưng hai mắt hắn sáng rực, càng lúc càng sáng. Lúc này trong thủy lao, hắn đã nhận ra, linh lực nơi này so với những nơi trên đường hắn gặp đều nồng đậm hơn gấp bội mà linh lực này không phải từ trong núi truyền ra mà từ trong nước hai mắt vương lâm sáng ngời chậm rãi nhắm lại lẳng lặng thổ nạp nơi hắn đang ở hoàn toàn yên tĩnh về một phương diện nào đó lại tương tự với nơi tu sĩ bế quan cả thân thể vương lâm trôi nổi trong nước theo sự thổ nạp của hắn một tia linh lực yếu ớt trong nước chậm rãi dày đặc lên chỉ là trên thân thể vương lâm dường như có một tầng ngăn cách mỏng cản trở linh lực hấp thu vào trong cơ thể. Dù là có một tia tiến vào trong cơ thể cũng liền bị tầng ngăn đó đẩy trở ra. Do vậy theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong thủy lao càng ngày càng dày đặc. Trong hỏa vân trại mặc dù đang là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng rực. Tiếng nhạc từ trong đó truyền ra, xen kẽ lại có tiếng thét chói tai của nữ tử. Giờ phút này trong một lầu các tương đối hoa lệ trong sơn trại, đại hán vóc người khôi ngô kia đang ngồi trong phòng. Trước mặt hắn đặt một cái hộp gỗ. Trong hộp là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đại hán cầm lấy viên dạ minh châu, nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lẩm bẩm. Thật là một viên minh châu thật lớn, nhất định có thể bán với giá cao. Một lúc sau, hắn buông hạt châu, khép hộp cấm lại, ánh mắt rơi vào một vật khác đặt trên bàn. Đó là một cái túi màu xám. Đại hán cầm lấy túi tiền. Cái túi này nhẹ như không, dường như không có bất cứ thứ gì bên trong kỳ quái hơn là cái túi này lại chẳng thấy miệng túi ở đâu khiến cho đại hán hơi ngạc nhiên đây là vật gì nhỉ đại hán trầm ngâm một chút khẽ quát một tiếng hai tay dùng sức xé mạnh nhưng mặc hắn cố gắng thế nào mặt hiện gân xanh thì vẫn không thể xé được cái túi này cái này cái này có phải là thiên tầm ti không nhỉ nhất định đúng rồi nếu không làm sao mình lại không xé được thiên tầm ti trong truyền thuyết sợ nhất là lửa hừ ta thử dùng lửa đốt một chút xem ánh mắt đại hán lóe lên lấy một cây đến, đặt chiếc túi lên. Một lúc lâu sau, cái túi vẫn không có gì biến hóa. Đại hán ngẩn ra. Hắn thậm chí không thấy trên cái túi có chút hơi nóng. Hả? Thứ này rốt cục là vật gì chứ? Đại hán rút ra một thanh trường đao mà hắn phải mất một khoản tiền lớn mới thuê người đúc được. Cực kỳ sắc bén, suy mau đoạn phát một. Lúc này trường đao trên tay hắn liền chém lên chiếc túi. Một, sắc bén tới mức sợi lông hay sợi tóc rơi lên cũng đứt đôi. Hắn nâng đao lên, nhìn lại cái túi lập tức đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi hắn cầm túi tiền hồi lâu cười ha ha nói bảo bối đây mới thực là bảo bối đặt thứ này trước ngực thì thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng không ngờ trên người tên tiểu tử xấu xí kia lại có thứ bảo bối thế này đáng tiếc là không có nhiều hơn nếu không ta có thể tìm cách chế tạo một bộ y phục thì tốt rồi hắn trân trọng đem cái túi này đặt trong ngực hắn đặt cái túi cẩn thận trước ngực xong ánh mắt lóe lên thầm nghĩ Tiểu tử xấu xí kia không biết kiếm được thứ bảo bối này ở chỗ nào. Ta phải tới tra khảo hắn mới được. Nghĩ tới đây hắn liền đứng dậy, đi ra khỏi lầu, tiến thẳng tới địa lao của sơn trại. Trên đường đi, hết kẻ nào thấy hắn đều lộ vẻ khúm núm lấy lòng. Đại hán vội vã đi tới thủy lao. Ở đó có hai tên lâu la đang tán dóc, thấy đại hán đi tới vội vã đứng nghiêm, lớn tiếng nói. Tham kiến đại đương gia. Đại hán hừ nhẹ một tiếng, nói. Tên tiểu tử xấu xí được mang về kia bị nhốt ở đâu rồi? một tên lâu la lập tức trả lời ở thủy lao phía bắc ạ à. mở cửa đại hán nói tên lâu la nọ vội vã chạy tới trước một cái lưới thép lớn nhấc lưới thép lên cười nói đại đương hắn chưa nói dứt lời thân thể đột nhiên nhũn ra cả người rơi cắm đầu xuống chỉ nghe trong lưới vang lên một tiếng tõm như vật gì rơi xuống nước ngay sau đó một thanh niên trên mặt có vô số vết sẹo từ trong đó nhẹ nhàng bước ra trong mắt người thanh niên này tràn ngập hàn mang phẫn nộ ngập trời hai mắt đại hán ngớ ra. Hắn kinh ngạc nhìn người đang bay ra, lập tức phản ứng, thân thể run lên, xoay người bỏ chạy. Chẳng qua thân thể hắn vừa mới bước được hai bước đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy, siết một cái, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hóa thành thịt nát. Cái túi trước ngực hắn lập tức bay lên, rơi vào trong tay người thanh niên. Người thanh niên này chính là Vương Lâm, nhớ linh lực dưới thủy lao. Hắn sử dụng toàn lực, cuối cùng cũng đã đột phá, khiến cơ thể có một tia linh lực chẳng qua tia linh lực này thực sự quá ít hắn từ địa lao bay ra sau khi giết hai người thì linh lực đã gần như tiêu tan hắn lập tức chuyển linh lực vào túi chữ vật văn thú lập tức trong túi chữ vật lóa lên thanh mang ngay sau đó một đạo ô quang bay ra giữa không trung ầm một tiếng liền hóa thành văn thú lớn như một tòa núi nhỏ tên lâu la còn lại vô cùng kinh hãi thân thể run rẩy một mùi khai của nước tiểu bốc lên kẻ này quần ướt đẫm thân thể ngã xuống đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh văn thú sau khi xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng tiếng gầm này ầm ầm vang vọng khắp sơn trại lập tức toàn bộ âm thanh trong sơn trại biến mất chỉ còn có tiếng gầm phẫn nộ của văn thú nọ nó với vương lâm tâm ý tương thông giờ đây thấy bộ dạng suy yếu của vương lâm lập tức phẫn nộ không đợi vương lâm phân phó đã hút cái thân thể vừa ngã xuống đất kia một cái lập tức thân thể này liền run rẩy cơ hồ trong nháy mắt đã hóa thành một bộ xương khô sau khi phóng xuất văn thú vương lâm thở vào nhẹ nhõm linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn chút nào. Nhưng chỉ cần có văn thú bên cạnh, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Văn thú gầm thét, lập tức khiến cho tất cả mọi người trong sơn trại khiếp sợ, mang vũ khí từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chẳng qua bọn chúng mới chạy vài bước, nhìn thấy con vật dữ tợn to như tòa núi nhỏ này đều phải hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn ra. Có kẻ nhát gan liền hét ầm lên, bị dọa cho vỡ mật. Yêu vật, khớp xương tứ chi vương lâm vẫn còn đau nhức. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, liếc một cái đã nhận ra hán thử mặt sẹo kia hắn chỉ một cái văn thú lập tức gầm lên lần này nó không hút mà dùng cả thân hình to lớn ầm ầm đánh tới dưới sự va chạm đó hán thử mặt sẹo kêu thảm thiết một tiếng ầm một cái biến thành một đống thịt nát thậm chí ngay cả phòng ốc phía sau hắn cũng ầm một tiếng liền tan tành văn thú bay lên lơ lửng trên đầu vương lâm quét ngang một cái lúc này tất cả người trong sơn trại đều đã buông vũ khí hai chân bọn chúng run rẩy vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Giờ phút này, từ trong đó bước ra một người. Người này là một văn sĩ, thân thể run rẩy nhưng nét mặt lại cố gắng chân tĩnh. Sau khi đi ra thật lâu sau vẫn cúi đầu, run giọng nói. Xin tiên nhân bớt giận, bớt giận. Chúng ta trước không biết thân phận của tiên nhân, thật sự không biết. Vương Lâm nhìn chăm chăm người này, trầm giọng hỏi. Nơi này là nơi nào? Văn sĩ vội vàng nói. Nơi này là Bì Lô Quốc ở phương Bắc. Bì Lô Quốc đây là phương Bắc Chu Tước Đại Lục. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói, đào địa lao này lên, xem nước trong này từ nơi nào chảy tới. Phải mất mấy ngày. Văn sĩ nọ run giọng nói, ba ngày, không, một ngày, một ngày là có thể xong. Vương Lâm gật đầu nói, bắt đầu đi. Hắn để cho văn thú ra tay mà để nó ở bên cạnh bảo vệ mình. Văn sĩ nọ thở vào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người quát. Mau tới đây, đào nơi này lên mọi người trong sơn trại đều hành động. Chỉ có điều đám người này hiện giờ đang sợ hãi quá mức. Thân thể run rẩy, không đào đâu ra sức lực. Nhất là 16 người đã bắt Vương Lâm về lại càng bị dọa cho vỡ gan vỡ mật. Vương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng thổ nạp. Văn thú ở giữa không trung xoay một vòng rồi rơi xuống bên cạnh Vương Lâm, đôi mắt lộ vẻ hung ác, nhìn chăm chăm về phía những người kia. Hơn 200 người của Hỏa Vân chạy lúc này đều bị ép phải dùng hết tất cả sức lực từ hồi bú tí mẹ mà đào thủy lao này lên tất cả thứ nước hôi thối đen ngòm chảy ra nhưng khiến người ta thấy kỳ lạ chính là lúc đầu nước còn dơ bẩn sau đó càng chảy lại càng trong thậm chí còn còn một mùi thơm tỏa ra một ngày trôi qua dòng nước ngày càng nhỏ mọi người trong sơn trại đều dừng tay sợ hãi nhìn vương lâm vương lâm không để ý tới bọn chúng dưới sự trợ giúp của văn thú thân thể hắn trầm xuống rơi xuống thủy lao lúc này thủy lao trông giống như một cái hồ sâu ngồi bên trong vương lâm khép hai mắt lẳng lặng thổ nạp văn thủ thủy trung thủ hộ một bên bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hắn đợi hồi lâu nhưng không thấy vương lâm có gì sai khiến văn sĩ kia hơi do dự lui lại vài bước thấy văn thú không có phản ứng gì lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vội vàng lùi lại mấy bước nữa những kẻ khác trong sơn trại đều ra hiệu cho nhau rất nhanh nơi này chẳng còn một bóng người lúc này mọi người nơi đây đang muốn nhân cơ hội chạy khỏi sơn trại đột nhiên nghe tiếng nói của vương lâm vang lên từ trong hồ sâu bất luận kẻ nào cũng không được phép ra ngoài văn sĩ âm thầm kêu khổ vội vàng cung kính dạ vâng cứ như vậy hỏa vân trại chưa bao giờ lại yên tĩnh như thế cả ngày hầu như không có một tiếng động chẳng khác nào nơi tử ngục mấy ngày này những người lữ hành qua đây cũng đều kinh ngạc vô cùng hỏa vân thập bát anh hoành hành bá đạo nơi này tự nhiên liên tục trong hai tháng không thấy bóng dáng một ngày nọ vương lâm ở trong hồ mở mắt ra thương thế trên thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục nhưng phong ấn ý cảnh vẫn chưa phá được thời gian 2 tháng chỉ khôi phục được tới ngưng khí kỳ tầng 2. xem ra phong ấn này sau khi kết hợp với trả ý cảnh quá mức bá đạo phải tìm nơi linh lực sung túc hơn nữa đáng tiếc là nguyên thần tan nát ẩn sâu trong cơ thể ta không thể lấy nghịch thiên châu ra được nếu không có nó tích lũy linh lực thì nhất định có thể khôi phục nhanh hơn chẳng qua ta cũng còn cực phẩm linh thạch trong thời gian ngắn cũng không lo thiếu linh lực chỉ là việc trọng yếu nhất lúc này là phải khôi phục được nguyên thần, sớm xuất ra được thiên châu. Nhưng nơi này rõ ràng không phải là linh mạch, vậy mà trong nước lại có linh lực, thật là kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên, hướng về chỗ sâu trong hồ lặn xuống. Lúc trước hắn tu luyện đều là nổi trong nước, không hề chìm xuống một chút nào. Giờ đây Tu Vi đã khôi phục một chút, hắn liền quyết định tra xem nguyên nhân là vì sao. Chẳng qua Vương Lâm cũng biết Tu Vi hiện giờ của mình quá yếu, nếu có nguy hiểm hắn lập tức sẽ gọi văn thú rất nhanh sau đó hắn đã chìm tới đáy hồ nước trong hồ rất trong nhìn một cái là có thể thấy chỗ sâu nhất ở dưới đáy địa lao nước rất trong nhưng mặt đất lại đen ngòm bị phủ một lớp bùn dày ánh mắt vương lâm lóe lên tay phải bắt quyết một phép thuật cấp thấp đã lâu không sử dụng xuất hiện trong tay hắn một lúc sau một khối bùn lỏng bị nâng lên nhất thời một luồng khí thanh tưởi tản ra khắp trong làn nước xanh mát một màu nước đen kịp nhanh chóng lan ra thân thể vương lâm nhoáng lên như một con cá lao vút về phía trước làn nước đen kia nhanh chóng đuổi sát sau lưng hắn vương lâm phóng vọt ra khỏi mặt nước thân thể vừa bay lên tay phải liền nhấn xuống dưới một cái dưới sự điều khiển của dẫn lực thuật hầu hết nước bùn lập tức theo lỗ hổng chảy ra một lúc sau làn nước trong dần thân thể vương lâm lại tiến vào trong thủy lao một lần nữa sau ba lần như vậy lớp bùn dày dưới đáy thủy lao đã được rửa sạch sẽ hiện ra khung cảnh phía trong chỉ thấy dưới giấy nước có một trận đồ hình tròn. ở ba vị trí trên ổ hình này có ba viên linh thạch. nếu là loại linh thạch tầm thường thì cũng không nói, nhưng vương lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là linh thạch tuyệt không phải tầm thường. có linh khí tỏa ra bên ngoài. thứ này không ngờ lại là cực phẩm linh thạch. khó trách tại sao không phải là linh mạch mà trong nước lại có linh lực. ánh mắt vương lâm sững lại nhìn chăm chú. ba khối cực phẩm linh thạch trên trận đồ đều chuyển thành màu xám, hiển nhiên đã bị đặt ở đây rất lâu rồi cũng sắp hỏng tới nơi, nhưng đó không phải là thứ khiến Vương Lâm chú ý. Thứ chính thức khiến hắn để tâm là vật ở trong trận pháp kia, đó là một bộ hài cốt. Nhìn bề ngoài thì đây hẳn là một nữ tử. Hài cốt của nàng lại ở trong một tư thế quỷ dị, bị hàng loạt những cây đinh màu đen đóng xuống. Lấy ba khối cực phẩm linh thạch để phong ấn một bộ hài cốt, cái giá này lớn thật. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra tác dụng của trận pháp này là phong ấn. Chỉ lại ngón tay phải của bộ hài cốt này đâm sầm xuống, trầm mặc một chút, vương lâm cũng không dám khinh thường vọng động mà bơi lên phía trên định rời đi nhưng đúng lúc này đột nhiên từ trong túi chữ vật của vương lâm lóe ra hoàng mang kịch liệt một lực lượng mạnh mẽ từ trong túi chữ vật truyền ra đây là lần đầu tiên trong đời vương lâm gặp hiện tượng này vật nằm trong túi chữ vật lại có thể tự động không bị khống chế mà thoát ra chỉ thấy bức tranh mà năm đó vương lâm vô ý lấy được vẫn không thể nghiên cứu thấu triệt thậm chí không thể sử dụng bỗng nhiên từ trong túi chữ vật lao ra ánh mắt vương lâm sững lại Cuốn tranh này năm đó vừa xuất hiện đã khiến cho lão giả lương gù của tiên di tộc động dung. Sau lần đó hắn phân tích, vật này hẳn ẩn chứa bí mật rất lớn. Giờ phút này bức tranh bay ra, chậm rãi mở ra. Một tấm màn màu đen mang theo những âm thanh chấn động linh hồn từ trong đó bay ra. Cùng lúc này, bộ hài cốt trong trận pháp kia tản mát ra những trận ánh sáng màu tím. Nhất là bộ mặt của hài cốt, ánh sáng càng dày đặc. Dần dần một quầng sáng tím lớn bằng nắm tay từ từ tụ lại trên bộ hài cốt, sau đó nhanh chóng bị hút vào trong bức tranh, biến mất không còn thấy tam hơi. Hài cốt lập tức vỡ vụn, hóa thành một đám bụi đen kịt, hòa vào trong nước, lặng xuống đáy thủy lao. Sự việc diễn ra cực nhanh. Bức tranh hút xong quần sáng liền chậm rãi khép lại, chậm chậm rơi xuống. Vương Lâm chụp một cái, cầm bức tranh trong tay, hơi do dự nhưng cũng không tiếp tục thăm dò mà lao nhanh ra khỏi mặt nước. Sau khi ra khỏi mặt nước, vẻ mặt Vương Lâm đầy nghi hoặc, cầm bức tranh trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi mở ra chỉ thấy bên trong bức tranh vốn đen kịt giờ lại có một ấn ký màu tím lóe lên không ngừng nếu nhìn không kỹ thì khó có thể phát hiện ra một lúc lâu sau vương lâm nhướng mày bức tranh này hắn vẫn không thể tìm hiểu được rõ ràng nếu nói nó là trọng bảo thì vì sao năm đó lại rơi vào tay một tu sĩ kết đan kỳ trầm mặc một chút vương lâm cất bức tranh nhìn thủy lao lại lâm vào trầm tư hai cốt trong thủy lao rất thân bí lại phải lấy cực phẩm linh thạch phong ấn Người này khi còn sống hiển nhiên là pháp thuật thông thiên, nhưng là ai đã phong ấn nàng ở đây? So sánh với bộ hài cốt này, bức tranh nọ lại càng thần bí. Ánh sáng tím kia rốt cục là cái gì? Văn thú, gọi trung niên văn sĩ kia tới đây. Ánh mắt vương lâm lóe lên, nói. Văn thú lập tức gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng lên liền sông ra ngoài. Ao một tiếng, nhất thời cả ngọn núi tuyết ầm ầm rung chuyển. Cũng may tuyết không nhiều lắm, không tạo thành tuyết lở nhưng nó gầm lên một tiếng khiến mọi người trong sơn trại đều kinh hãi, âm thầm kêu khổ, không dám ra ngoài. Văn thú ánh mắt hung ác lóe lên, thân hình như lưu tinh ầm ầm hạ xuống, dầm một tiếng đã đánh lên một căn phòng. Cái miệng lớn của nó há ra, dừng lại bên cách một người đang đứng sững sờ trong phòng ba tắc. Người nọ chính là văn sĩ trung niên kia. Hắn vừa nhìn thấy cái miệng khổng lồ này, thân thể nghiêng đi, bị dọa cho ngã lăn ra bất tỉnh. Miệng văn thú cử động, ngậm lấy kẻ này, bay tới bên cạnh vương lâm ném hắn xuống văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất lập tức tỉnh lại sắc mặt tái nhợt hai mắt lộ vẻ sợ hãi thủy lao này làm sao các ngươi phát hiện ra vương lâm trầm giọng hỏi tiên nơi này nhiều năm trước là một vùng núi hoang một lần có một cơn lốc đi qua ngọn núi này vỡ vụn hình thành địa phương này thủy lao này cũng là sau sự kiện đó mới xuất hiện đại đương gia nhìn thấy cho rằng đây là nơi giam người rất tốt nên mới biến thành thủy lao văn sĩ trung niên run rẩy nói vương lâm ngẩng đầu nhìn ngọn núi trên núi đúng là có dấu vết sụp đổ đã bị năm tháng làm cho mờ nhạt hiển nhiên người này nói không sai do vậy ngọn núi này sợ ràng vô số năm trước đã là nơi trấn áp bộ hải cốt này chẳng may năm đó nơi này bị địa chấn nên mới tạo ra một lỗ hổng như vậy cuối cùng khiến bộ hải cốt này thấy được ánh mặt trời nhưng nàng rốt cục là ai đây vương lâm tay phải vung lên cho văn sĩ trung niên kia rời đi sau đó ánh mắt hắn chớp động thu lại tâm tư không nghĩ ngợi thêm về vấn đề này nữa mà tập trung tự hỏi làm cách nào có thể khôi phục được tu vi. Cực phẩm linh thạch trong nước đã sắp bỏ đi, linh lực cung cấp được ngày càng yếu. Mặc dù tốc độ yếu dần này phải vô số năm nữa mới tới mức không còn gì nhưng hiện tại đã không còn thỏa mãn mong muốn của Vương Lâm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi chữ vật. Lập tức ba khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay hắn, được hắn đặt xung quanh thân thể, sau đó lại nhắm mắt ngồi thổ nạp. Năm tháng trôi đi, trăng mọc rồi trăng lại lặn, trong nháy mắt đã qua ba tháng. Tính ra Vương Lâm đã rời khỏi sở quốc được nửa năm. Lúc này Bì Lô Quốc đã vào đông, gió lạnh tràn về, lạnh buốt tới tận xương tủy. Bên trong sơn trại đã hơn nửa năm chưa có người xuống núi. Cũng may mà lương thực sự chứ không ít, vẫn có thể cầm cự qua mùa đông. Vương Lâm trong ba tháng vẫn ngồi bất động, không ngừng hấp thu linh lực trong cực phẩm linh thạch, tích lũy linh lực vào trong cơ thể, tiện thể phá giải phong ấn ý cảnh. Tu vi của hắn trong ba tháng này dưới sự trợ giúp của cực phẩm linh thạch đã khôi phục tới ngưng khí kỳ tầng 6 văn thú thủy trung vẫn thủ hộ bên cạnh vương lâm thỉnh thoảng hung hăng nhìn về phía xa nơi đó là hướng của sở quốc nó hơi nhớ nhung lôi hoa tuy nó với lôi hoa thường xuyên tranh đấu nhưng nhiều ngày không gặp vẫn cảm thường nhớ tới nó một ngày nọ vương lâm mở hai mắt ánh mắt như điện vỗ lên túi chữ vật lại lấy ra năm khối cực phẩm linh thạch nữa đặt xung quanh thân thể trầm mặc một lúc hắn sờ lên những vết sẹo trên mặt trong mắt hiện lên nét quyết đoán không nói một lời hắn lại nhắm mắt điên cuồng hấp thu linh lực trong tám khối cực phẩm linh thạch. Linh lực này bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành hình. Lúc này toàn thân Vương Lâm tỏa ra từng đợt ánh sáng xanh, một cỗ linh khí nhẹ nhẹ tràn ngập không gian. Cùng với linh lực trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, Vương Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức đem linh lực toàn thân ở tầng thứ sáu ngưng khí kỳ vận chuyển đầy hết ra ngoài. Cùng với toàn bộ linh lực khổng lồ bên ngoài đánh ngược trở vào thân thể. Lúc này thân thể Vương Lâm như là một tấm sắt, linh lực trong cơ thể như một cây búa. Còn linh lực bên ngoài cơ thể như một cây đại chùy, cả hai đồng thời đánh lên tấm sắt, đánh cho sắt phải thủng ra. Dưới một loạt đợt oanh kích, sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt. Các vết sẹo trên mặt hắn nhất thời lóe lên hắc mang, đột nhiên chuyển động một cách quỷ dị, từ xa nhìn lại trông giống như một trận đồ. Một khi nó chuyển động một vòng, liền có một một lượng lớn linh lực bị hút tới. Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt lộ một tia do dự, nhưng lập tức liền bị nét kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng trong nháy mắt khối ngọc thạch này xuất hiện vòng tròn linh lực đột nhiên tối sầm không ngờ lại tách ra tiên ngọc nuốt thứ này vào chẳng khác gì nuốt đột dược nhưng giờ đây phong ấn trong cơ thể và trả ý cảnh cũng như một loại độc sĩ độc công độc hiện giờ là phương pháp có thể đột phá nhanh nhất vương lâm trầm mặc một chút cầm lấy khối tiên ngọc lớn cỡ ngón cho luôn vào miệng ngậm trong nháy mắt khi tiên ngọc vào miệng một cỗ tiên lực khổng lồ điên cuồng chạy trong cơ thể vương lâm thế mạnh như hồng thủy, cuồn cuồn rung trời. Linh lực trong cơ thể hắn tan ra. So với tiên lực thì quả thật chúng chẳng đáng gì. Từng có kinh nghiệm một lần thôn vệ tiên ngọc, lúc này cảm giác giống như vậy lại truyền tới. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh, ngưng thần thổ nạp, điều khiển luồng tiên lực này, điên cuồng hướng và phong ấn đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi lần đánh tới, thân thể vương lâm lại run lên nhưng vết sẹo do trả ý cảnh gây ra trên mặt hắn lại càng rung động lớn hơn thậm chí bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti thậm chí nơi hắn ngồi dưới tác động của tiên lực trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt lan tràn ra bốn phía một số phòng ốc bị lan đến lập tức sụp đổ một cơn gió thổi qua những phòng ốc đó liền biến thành cho bụi tan theo gió bỗng nghe rắc rắc vài tiếng từ trong cơ thể vương lâm chuyển ra vài tiếng vỡ vụn sau đó vết sẹo trên mặt hắn bỗng nhiên có một phần mười bị vỡ ra, từ từ rơi khỏi khuôn mặt hắn. Trong nháy mắt khi nó rơi xuống, một tia hắc khí bốc lên, ngưng tụ trên đỉnh đầu Vương Lâm không tan. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời. Vết sẹo trên mặt và phong ấn dưới sự oanh kích của tiên ngọc cuối cùng đã xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ hồng vừa xuất hiện, lập tức một cỗ linh lực không lồ từ trong tiên ngọc chạy khắp cơ thể Vương Lâm. Đồng thời một mảnh nhỏ nguyên thần trong cơ thể hắn rung động, chậm rãi thu lại tuy rằng chưa khôi phục nhưng cũng không tiêu tan nữa vương lâm lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt tĩnh tọa ba ngày sau bầu trời đen kịt tuyết rơi dày đặc bao trùm cả ngọn núi từ xa nhìn lại cả ngọn núi bị tuyết phủ trông cũng không khác gì ngọn núi tuyết những bông tuyết rơi xuống đến cách người vương lâm hơn ba thước đều bị hòa tan dần dần bên cạnh vương lâm hình thành một vòng tròn nước vết sẹo trên mặt hắn đã không còn nghiêm trọng như trước nữa mà đã bớt rất nhiều hai mắt vương lâm mở ra lấp lánh hữu thần vết sẹo tiêu tan một phần mười, phong ấn cũng lơi lỏng. Tu vi ta đã khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ. Nhiều pháp bảo trong túi chữ vật giờ đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa còn có văn thú, chỉ cần không gặp phải tu sĩ hóa thần kỳ là sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Chẳng qua vừa rồi nuốt khối tiên ngọc kia đã khiến thân thể khó có thể thừa nhận. Nếu tiếp tục nuốt thêm thì sợ rằng còn chưa phá được phong ấn thì bản thân mình đã hóa thành cho bụi. Hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng đạt tới kết đan sau đó lại nuốt thêm một khối tiên ngọc xem có thể nhân cơ hội phá giải thêm vết sẹo và phong ấn không. Chẳng qua cực phẩm linh thạch dù sao cũng có hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải kế sách lâu dài. Giờ cần phải tìm được một nơi có linh lực sung túc tu luyện, an tâm tu luyện, vô luận thế nào trong 9 năm cũng phải khôi phục tu vi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, thân thể liền cưỡi văn thú rời đi. Văn thú kêu lên một tiếng vui mừng, nâng Vương Lâm bay lên. Vương Lâm cúi đầu nhìn hỏa vân chạy này một cái sau khi giết chết hán từ mặt sẹo sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một nửa hắn vỗ cái đầu to lớn của văn thú một cái thân thể nó liền nhoáng lên gầm thét lao đi chậm thôi vương lâm biến sắc tu vi hắn mới chỉ khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ không thể chịu nổi tốc độ tương đương với nguyên anh hậu kỳ khi văn thú toàn lực phi hành văn thú lập tức ủy khuất bay chậm lại Chậm chậm phi hành ngồi trên lưng văn thú vương lâm lấy bản đồ ngọc giản nhìn kỹ sau đó ánh mắt hướng về phía nam nơi đó là luyện hồn tông của bì lô quốc luyện hồn tông là một trong tam đại môn phái ở bì lô quốc trên chu tước đại lục bên trong môn phái này linh lực hẳn là cực kỳ sung túc sở dĩ vương lâm chọn luyện hồn tông là bởi vì đây là môn phái đặc biệt duy nhất ở bì lô quốc môn phái này hạch tâm đệ tử chỉ có mấy trăm người nhưng ngoại vi đệ tử lại lên tới hàng vạn so với hai môn phái khác ở bì lô quốc đệ tử hạch tâm của luyện hồn tông ít hơn nhưng thực lực lại ngang hàng nhau chỉ lấy mấy trăm đệ tử trung tâm mà có thể làm được điều này, ngoài việc Luyện Hồn Tông có công pháp đặc thù thì có quan hệ lớn với tu vi của nhóm đệ tử trung tâm. Luyện Hồn Tông chưa bao giờ chủ động nhận phàm nhân làm đồ đệ. Muốn đi vào Luyện Hồn Tông chỉ có một phương pháp, đó là trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại vi. Đệ tử ngoại vi cứ 3 năm một lần lại có một cuộc thi đấu, chọn ra một người làm đệ tử trung tâm. Đồng thời đệ tử trung tâm cũng có một lần thi đấu để loại bỏ. Thế nên cho dù là đã lọt được vào nhóm đệ tử trung tâm vẫn có thể bị loại ra phương pháp để trở thành đệ tử ngoại vi rất đơn giản đó là chỉ cần nộp đủ một số linh thạch nhất định là có thể có thân phận đệ tử ngoại vi trong một thời gian ở ngoài sơn môn của luyện hồn tông có vài ngọn núi lớn linh lực ở đây nồng đậm hơn so với bên ngoài mấy lần đây chính là chỗ ở của đệ tử ngoại vi gọi là đệ tử ngoại vi nhưng thực ra cũng như là bỏ linh thạch ra thuê một động phủ để tu luyện mà thôi cách làm này của luyện hồn tông cực kỳ đặc thù rất hiếm thấy trên chu thước tinh nhưng cũng chẳng mấy người biết được nguyên nhân chính thức vì thế nên Vương Lâm mới lựa chọn luyện hồn tông. Mọi tin tức liên quan tới luyện hồn tông trên bản đồ Ngọc Giản đã miêu tả rất chi tiết. Theo sự suy đoán của Vương Lâm, người bán cho hắn Ngọc Giản này e là cũng đã từng tới luyện hồn tông sống một thời gian với thân phận ngoại vi đệ tử. Bì lô quốc dù sao cũng là tu chân quốc cấp 5, những tu chân gia tộc ở đây rất đông đảo. Những gia tộc này đều phụ thuộc vào ba đại môn phái, cứ vài chục năm một lần lại đưa đệ tử tới ba đại tông phái. Những đệ tử này cũng không có đặc quyền gì, thân phận cũng không có gì tôn quý, trừ khi là thiên tư cực kỳ kinh người, nếu không đều là từ chỗ thấp nhất đi lên. Vương Lâm ngồi trên văn thú, sau 7 ngày đã tới chỗ cách luyện hồn tông khoảng hơn ngàn dặm. Lúc này hắn liền thu lại văn thú, lấy ra một thanh phi kiếm bình thường, điều khiển nó hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía luyện hồn tông. Chẳng bao lâu sau, luyện hồn tông đã hiện ra trong tầm mắt. Chẳng qua khi còn cách mấy chục dặm thì có một đạo sóng gợn vô hình vô thanh vô tức khuếch tán ra, ngăn cản hắn tiến vào. Vương Lâm biết đây hẳn là hộ sơn đại trận của luyện hồn tông vội vàng thu hồi phi kiếm hạ thân xuống. Đang lúc này đột nhiên có một đạo hồng mang từ phía chân trời ầm ầm lao tới, mang theo âm thanh xe gió, như một cơn cuồng phong tràn qua, khiến cho cây cối bốn phía đều lay động, lá cây xào xạc. Đạo hồng mang khi tới gần hóa thành một hồng phát lão giả. Người này bộ mặt kỳ dị, miệng mũi rất lớn nhưng hai mắt lại rất nhỏ, thoạt nhìn có một cỗ khí thế thôn thiên. Vương Lâm sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt lóe lên, lập tức cung kính đứng yên. Lão giả nọ đang muốn đi vào luyện hồn tông đột nhiên quay đầu liếc nhìn vương lâm khẽ kêu lên ngạc nhiên nhìn vết sẹo trên mặt hắn một chút quát ngươi là đệ tử môn phái nào vương lâm vội vàng cung kính nói đệ tử là một tán tu muốn xin gia nhập luyện hồn tông là một ngoại môn đệ tử lão giả nọ nhìn vương lâm gật đầu nói tán tu mà đạt tới trúc cơ cũng không phải dễ dàng gì ngươi muốn trở thành đệ tử luyện hồn tông ta để tìm một nơi bế quan phải không ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng nói đệ tử đúng là có ý này lão giả phất tay áo nói ngươi tới trễ rồi ngày thu đệ tử đã qua từ lâu trở về đợi mấy năm nữa đi vừa nói lão vừa cất bước muốn đi trong lòng vương lâm lạnh đi nhưng trên mặt lộ ra vẻ đau lòng từ trong túi chữ vật xuất ra một hộp cấm cung kính nói tiền bối đây là phi kiếm đệ tử nhiều năm trước ngẫu nhiên có được vẫn không dám dùng xin tiền bối hãy nhận lấy đệ tử chỉ cầu được trở thành đệ tử ngoại vi Lão giả này vương lâm liếc mắt một cái là biết hắn mới chỉ đạt kết đan sơ kỳ mà thôi. Đối với tu vi như vậy, xuất ra thanh phi kiếm này đã là vật rất chân quý. Lão giả dừng bước, như cười như không nhìn vương lâm một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là tán tu, cơ trí hơn hẳn mất đệ tử của gia tộc tu chân. Tay phải hắn vẫy một cái, chiếc hộp gầm liền bay vào tay, khi mở ra nhìn trong mắt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức hắn chấn tĩnh, tỏ vẻ như không có gì nói. Vật này ngươi tìm được ở đâu? Vương Lâm cung kính nói, nhiều năm trước đệ tử có gặp một tu sĩ kết đan kỳ, giúp hắn hộ pháp trị thương. Sau khi thương thế hắn tốt lên liền tặng ta thanh kiếm này, nhưng đệ tử tu vi không đủ, không thể sử dụng. Hà, chịu thương thế nào, ngươi miêu tả xem. Ánh mắt lão giả lóe lên, nói, lấy kinh nghiệm mấy trăm năm tu đạo của Vương Lâm chỉ tùy ý nói một chút là giống y như thật. Lão giả nghe xong không chút hoài nghi. Dù sao đây mới chỉ là một kẻ có tu vi trúc cơ kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không thể nào nói giống như vậy được. Hơn nữa đối phương nói giống nhưng lại có chỗ không rõ ràng, thế mới là bình thường. Nếu mà lại kể tỉ mỉ quá thì mới là giả dối. Được rồi, lão phu thấy ngươi tu vi không tệ nên phá lệ một lần. Ngươi đi theo ta. Vừa nói thân thể lão giả liền nhoáng lên, tiến vào bên trong Luyện Hồn Tông. Đồng thời tay phải hắn xuất ra một khối lệnh bài, nhấn về phía sau một cái. Lập tức gợn sóng ngăn cản Vương Lâm lập tức tiêu tan. Vương Lâm vội vàng đi vào. Theo ta đi. Trong luyện hồn tông chúng ta cấm chế rất nhiều, ngươi nếu đi nhầm thì ta cũng chẳng cứu nổi. Lão giả nói xong, thân thể liền bay về phía trước. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm. Hắn dẫm lên phi kiếm bay theo lão giả. Một lúc sau, lão giả dừng lại trên một ngọn núi. Nơi này có một cung điện rất hoa lệ, bốn phía xung quanh có vô số phòng ốc. Lão giả hạ xuống, sau đó quát. Thường đại vĩ, tới liền. Hồng Mao Tử, ngươi gọi cái gì? Một tiếng nói lười biếng từ trong một căn phòng truyền ra. Ngay sau đó một nam tử trung niên bước ra. Tóc tai người này rối loạn. Trông như nhiều năm không rửa mặt vậy. Hồng Phát Lão Giả cười ha hà nói. Đây là một đệ gia gặp được trên đường. Ngươi nhận hắn làm đệ tử ngoại vi đi. Nam tử trung niên ngáp dài một cái. Nghiêng đầu nhìn lướt qua Vương Lâm đang đứng sau Hồng Phát Lão Giả. Quể oải nói. Hồng Mao Tử một nhà ngươi đã lên tiếng. Ta có thể từ chối sao? Một, Đồ lông đỏ hồng vắt lão tử cười cười nói. Vậy đi, ta lần này rời núi thu được hơn trăm oan hồn, vừa lúc ta cần luyện một cái chủ hồn cho hồn phiên của ta. Đợi sau khi xong việc ta sẽ lại tới tìm ngươi uống rượu. Vừa nói thân thể lão vừa nhoáng lên, bay về phía xa. Ngươi tên gì? Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, hỏi. Đệ tử là Thanh Mộc. Vương Lâm cung kính nói. Sơn động này thuộc về ngươi. Một khối trung phẩm linh thạch được sử dụng một năm. Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được vương lâm chụp lấy vương lâm lộ ra vẻ đau lòng cắn răng xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch giao cho đối phương nam tử trung niên nọ sau khi tiếp nhận linh thạch liền không để ý tới vương lâm nữa xoay người trở về phòng vương lâm đang định rời đi đột nhiên nam tử nọ nói ngươi cho hồng mao tử vật gì vậy đệ tử tặng tiền bối đó một thanh phi kiếm vương lâm thành thật nói khó trách hắn lại tích cực như vậy thanh mộc ngươi có tu vi trúc cơ kỳ nhưng không nên kiêu ngạo trong ngoại vi đệ tử người có trúc cơ không nhiều lắm nhưng tuyệt đối cũng không ít. Tháng 6 tới là ngày tổ chức giải đấu của luyện hồn tông chúng ta, người cố gắng tu luyện đi. Nếu có bản lãnh, không chừng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử trung tâm. Nam tử lắc đầu, đi vào phòng. Ngay lúc này Liễu mi đang ở một vách núi ngoài luyện hồn tông 50 dặm. Trong tay nàng cầm một ngọc giản. Đây là chu tước lão tổ tháng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được tàng ngưu nhưng nếu đối phương ở trong vòng 100 dặm sẽ có phản ứng giờ phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng xanh là ở luyện hồn tông sao liễu mi nhẹ giọng nói phía đông chu tước tình một đạo thanh quang nhanh như lưu tình xé gió bay tới đó là một lão giả nhưng đây không phải là thân thể thật mà là nguyên thần xuất khiếu hắn cực kỳ chật vật trên nguyên thần có ba dấu quyền từ trong đó từng luồng ánh sáng trói mắt tỏa ra lan khắp thiên địa lão giả này chính là lão tổ cự ma tộc ngày đó hắn bị ma đồng của tôn thái gây thương tích bất đắc dĩ phải đành cho nguyên thần xuất khiếu cuốn theo túi chữ vật bỏ chạy thậm chí ngay cả vương lâm hắn cũng không còn tâm trí đuổi bắt nhưng ma đồng kia lại cực kỳ quỷ dị cả đoạn đường không nói một lời toàn lực truy kích mấy tháng qua cơ hồ họ đã chạy một vòng quanh chu tước tinh lão tổ cự ma tộc bị ma đồng đó đánh vài quyền quyền ấn này trông nho nhỏ nhưng lại trực tiếp gây tổn thương tới nguyên thần của hắn nếu không phải hắn đã tu luyện rất lâu có thể dùng một số bí thuật của cự ma tộc thì sợ rằng khó có thể thoát được khỏi kiếp nạn này Thần thông thiên phú của hắn đã lần lượt sử dụng hết, cuối cùng phải dẫn ma đồng đó tới Bắc Cực, lợi dụng cấm chế do Chu Thước Tinh tự nhiên sinh ra, lúc này mới thoát được khỏi ma đồng. Giờ phút này toàn thân hắn suy yếu, không dám dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Cự Ma tộc. Về phần sinh tử của sát hổ kia hắn đã sớm không thèm để tâm. Sau khi trở lại Cự Ma tộc, hắn trực tiếp chiếm đoạt thân thể của một tộc nhân rồi bắt đầu bế quan. Về phần Vương Lâm, không hiện giờ không dám tìm kiếm. Chu Tước Quốc đã bắt đầu điều tra việc này hắn bất đắc dĩ đành cắn răng bỏ qua. Mặc dù lần này không bắt được Vương Lâm nhưng hắn lại đoạt được một thanh phi kiếm kỳ dị. Lúc này lão tổ cự ma tộc đang bế quan, mở bừng hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Thân thể đoạt xá này cần một khoảng thời gian mới trở thành thân thể chính thức. Thời gian này ngắn hay dài phụ thuộc vào tu vi trên lệch giữa người bị đoạt xá và kẻ đi đoạt xá. Ánh mắt lão tổ lóe lên, vỗ túi chữ vật. Nhất thời thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng phía trước hắn. Tay phải lão tổ điểm trên tiên kiếm một cái, lập tức trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, kèm theo là âm thanh cầu xin tha thứ. Kiếm hồn, hiện, lão tổ quát khẽ, lập tức bên trong kiếm tiên tỏa ra một luồng khói đen, hóa thành hứa quốc lập. Hắn sau khi nhìn thấy lão tổ cư ma tộc liền lớn tiếng cầu xin tha mạng. Đại gia tha mạng, đừng giết ta. Ta năm đó cũng là bị họ vương bức bách, nỗi hận đối với hắn cũng giống như đại gia, đều là tới tận xương tủy. Lão tổ cư ma tộc nghe hứa quốc lập nói xong lập tức ngẩn ra, sau đó bật cười nói cái kiếm hồn này cũng hay thật các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng trung thành tận tâm cơ mà hứa quốc lập lập tức lộ ra vẻ lấy lòng nói hứa ra lão tổ trừng mắt một cái hứa quốc lập lập tức xoa xoa tay cẩn thận nói chúng nó làm sao có thể so sánh với nô tài được cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt lão tổ cự mà tộc nhìn hứa quốc lập một cái điểm một chỉ một đạo thanh mang lóe lên trên người hứa quốc lập hắn lập tức kêu lên bi thảm vội vàng cầu xin tha thứ, lại càng lớn miệng chửi bới vương lầm. lão tổ hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ấn quyết quát: từ nay về sau ngươi chính là kiếm hồn của lão phu. ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi. huống chi đã vào tay ta thì ngươi cũng chẳng thể chạy thoát. trên thực tế thanh quang vừa rồi là một loại phong ấn nhưng trên người hứa quốc lập chỉ gây ra đau nhức, không thấy dấu hiệu gì của việc phong ấn. lão giả hơi ngạc nhiên, không biểu hiện gì, đợi sau khi nhục thân dung hợp hoàn toàn mới cẩn thận nghiên cứu trên mặt hứa quốc lập lập tức lộ vẻ cảm kích tay phải vỗ ngực nói đầy vẻ trung thành đại gia người yên tâm hứa quốc lập ta luôn trung trinh bất nhị vương lâm đối với ta không tốt thế nên ta mới phản hắn nhưng đại gia người đối với ta tốt như vậy ta tuyệt sẽ không phản bội nếu làm trái lời thề này hứa quốc lập ta sẽ bị vạn ma xuyên tâm thấy sắc mặt lão tổ cự ma tộc có vẻ hòa hoãn hơn hứa quốc lập mới thở vào một hơi trong lòng thầm nghĩ may là hứa ra ra ngươi thông minh hừ Sát tinh kia không biết lúc nào mới có thể tới cứu ta, ta cũng không thể mạnh miệng được. Có phục tùng đã, ngay sau hứa ra ra ngươi sẽ tính sổ với ngươi, hứa ra ra ta luôn trung trinh bất nhị. Sát tinh đó nhiều năm qua đối với ta không tệ, ta sao có thể phản bội hắn? Ánh mắt lão tổ cự ma tộc lóe lên. Hắn vốn định diệt cái kiếm hồn này, đưa trở lại làm một cái kiếm hồn sơ thủy. Nhưng nếu là kiếm hồn sơ thủy thì hiển nhiên khi khống chế tiên kiếm sẽ không thể phát huy toàn bộ tác dụng hơn nữa kiếm hồn này lại rất đặc biệt không ngờ lại biết cầu xin tha thứ đã có thần trí do vậy hắn lại càng không muốn phế đi phải biết rằng kiếm hồn có thần trí cực kỳ khó gặp trong chiến đấu có hiệu quả kỳ diệu hắn cũng không biết rằng hứa quốc lập vốn dĩ không phải là kiếm hồn đã phát triển thần trí mà vốn bản thân hắn là một ma đầu ngay cả lời thề vạn ma xuyên tâm vừa rồi đối với hắn mà nói cùng không phải là một sự trừng phạt ngược lại trong đó mơ hồ còn có chút mong mỏi món đại bồ đó lão giả cư ma tộc trầm ngâm một chút bắt hứa quốc lập trở lại phi kiếm nọ, cẩn thận nhìn phi kiếm này một cái càng nhìn càng kinh hãi kiếm này tuyệt không phải vật tầm thường chỉ là không biết dùng vật gì luyện thành ánh mắt hắn lóe lên trân trọng cất phi kiếm này vào túi chữ vật lại nhắc tới vương lâm cầm lệnh bài của luyện hồn tông bay lên ngọn núi sau khi tìm thấy động phủ liền bay vào động phủ này thật sự không lớn cũng không khác mấy so với động phủ năm đó hắn ở tại hàng nhạc phái bên trong ngoài một cái giường đá ra thì ngay cả một bộ bàn cũng không có nhưng linh lực nơi này cực kỳ sung túc so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp mấy lần thậm chí so với chỗ ba khối cực phẩm linh thạch sắp không còn có thể sử dụng ở hỏa vân trại còn tốt hơn một chút dù sao linh lực do cực phẩm linh thạch tỏa ra tuy rằng dễ hấp thu nhưng lại thiếu một tia sức sống nhất là khi sắp không còn sử dụng được thì lại càng kém không thể bằng nơi linh sơn có linh mạch ngưng tụ được vương lâm khoanh chân ngồi trên giường đá thổ nạp ba ngày sau vương lâm mở hai mắt khẽ lắc đầu hắn cảm thấy tốc độ vẫn còn quá chậm trầm ngâm một chút vương lâm vỗ túi chữ vật xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch đặt xung quanh hai tay bắt quyết liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế rơi vào vách tường bốn phía và cửa động sau đó lại nhắm mắt thổ nạp do vậy linh lực trong động phủ lập tức nồng đậm hẳn lên sau khi đụng vào vách tường cấm chế trên tường lập tức lóe ra tử quang đem linh lực bắn ngược trở lại ngăn không cho nó tiêu tán gian động phủ này giờ đã biến thành một cái hộp kín không cho linh lực thoát ra linh lực càng ngày càng nhiều mà sự thôn nạp của vương lâm giờ trở thành lối duy nhất để linh lực dưới sự hô hấp của hắn linh lực nồng đậm kia liền điên cuồng bị hắn hấp thu sắc mặt vương lâm hơi hồng lên lẳng lặng thổ nạp linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi lớn dần nhưng so với lượng cần để phá trả ý cảnh và phong ấn thì còn lâu mới đủ thậm chí ý cảnh và phong ấn này còn chủ động thôn vệ linh lực của vương lâm khi đề cao tu vi khiến bản thân chúng càng thêm chắc chắn thời gian chậm rãi trôi qua vương lâm đã trở thành ngoại vi đệ tử của luyện hồn tông đã một tháng rồi một ngày nọ hai mắt vương lâm mở ra ánh mắt so với trước đây sáng hơn rất nhiều hắn dùng hết mọi khả năng trong vòng tháng này điên cuồng hấp thu linh lực ba khối cực phẩm linh thạch thì đã hai khối phải bỏ đi còn một khối cũng sắp không còn dùng được hao phí như vậy nhưng thành quả trong một tháng cũng rất lớn tu vi trúc cơ sơ kỳ đã nhảy vọt lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong chỉ còn kém một chút liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ vẫn còn quá chậm hao tổn cực phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng đạt tới mức này. Nhưng hiện giờ cực phẩm linh thạch trong túi chữ vật cũng không còn tới 15 miếng, rõ ràng là không đủ dùng. Vương Lâm than nhẹ, đứng dậy, lập tức nghe rắc rắc mấy tiếng, giường đá hắn ngồi giờ đã dày đặc những vết nứt. Thậm chí ngay cả vách tường bốn phía cũng đã vỡ vụn, hiện lên dày đặc những vết nứt li ti. Vương Lâm ngẩn ra, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu rõ mọi chuyện. Gian thạch thất này bởi vì một tháng qua linh lực quá mức nồng đậm nên không thể chịu nổi lượng linh lực đột nhiên gia tăng này, cuối cùng xuất hiện vết nứt. Nếu thời gian dài hơn sợ rằng vết nứt càng lớn, gian thạch thất này không thể dùng được nữa, phải đổi một gian mới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết, hướng về hai phía nhấn một cái. Lập tức những vết nứt chuyển động một cách quỷ dị, thu hẹp lại, chậm rãi trở lại lành lặn như cũ. Ngay cả chiếc giường đá kia, Vương Lâm ấn một cái liền khôi phục trở lại như ban đầu. Chẳng qua Vương Lâm biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu linh lực ở nơi này lại tăng lên một lần nữa thì vết nứt lại có thể xuất hiện. Chẳng qua chỉ cần không dùng cực phẩm linh thạch thì cũng chẳng sợ xuất hiện vết nứt, khiến người ta hoài nghi được. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy, mở cửa động phủ đi ra ngoài. Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn, mặt trời phía xa đang lặn, tỏa ánh sáng đỏ rực. Lúc này là ngày cuối năm, Vương Lâm nhìn hoàng hôn phía xa, ánh mặt trời cuối đông không mang nhiều hơi ấm, khi chiếu xuống người đã sớm trở nên lạnh giá. Hắn suy tư một chút, nhớ ra hôm nay đúng là ngày tất niên. Sau ngày hôm nay đã là sang năm mới, không biết tiểu chu hiện giờ ra sao, nàng có khi dễ tiểu bạch hay không. Nghĩ tới đây, khóe miệng vương lâm mỉm cười. Hắn nhìn ánh hoàng hôn, hít sâu một hơi. Sau tai kiếp, sức sống càng mãnh liệt. Vương lâm thì thảo, đang ở vị trí như mặt trời giữa trưa, thoáng cái bị đánh xuống thành phàm nhân. Mọi việc đều nhờ tâm trí kiên định của hắn mới có thể kiên trì được tới bây giờ. Tới hôm nay hắn mới có thời gian cảm khái như vậy hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi mất đi linh lực trong lòng vương lâm dâng lên một cảm xúc phức tạp hôm nay là ngày tất niên đại biểu cho một kết thúc nhưng ngày mai là ngày đầu năm đại biểu cho mọi sự có một khởi đầu mới tất cả đều có khả năng xảy ra chuyện qua rồi vương lâm nhẹ giọng nói giờ phút này trong ánh hoàng hôn một thân ảnh nữ tử nổi bật từ xa dần dần bay tới người này nhìn hơi quen ánh mắt vương lâm sững lại vương lâm ngưng thần quan sát thân ảnh nữ tử trong ánh hoàng hôn vẫn tung bay lượn một vòng trong luyện hồn tông người này nhìn hơi quen vương lâm liếc nhìn thân ảnh kia trầm ngâm một chút nhưng vẫn không nhớ ra là mình đã gặp nàng ở đâu thân thể hắn nhoáng lên từ trên núi bay xuống rất nhanh đã tới lưng chừng núi nam tử trung niên kia lúc này đang ngồi trên mặt đất khoanh chân thổ nạp khi vương lâm hạ xuống hắn mở hai mắt liếc một cái ánh mắt lập tức sững lại nhìn trừng trừng về phía vương lâm ồ ngươi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ sao trên mặt người nọ lộ vẻ khiếp sợ trong lòng vương lâm thầm than sau khi nguyên thần tan nát hắn không thể ẩn giấu tu vi cuối cùng lại để tu sĩ kết đa này nhận ra điều khác lạ phải nhanh chóng hồi phục nguyên thần nếu không thì thế nào cũng gặp phiền toái trong lòng vương lâm tự nhủ nét mặt vẫn lộ vẻ cung kính nói đệ tử trước đã sắp đột phá giờ trải qua thổ nạp linh lực nơi này may mắn đột phá thành công đạt tới trúc cơ trung kỳ nam tử trung niên kia không biểu hiện gì nhưng trong lòng bắt đầu tính toán lời nói của đối phương cũng không có gì đáng nghi chẳng qua tốc độ tu luyện của người này đúng là có hơi quá nhanh hắn nhìn thật sâu vương lâm nhớ kỹ khuôn mặt hắn nói người tới đây có chuyện gì vương lâm ôm quyền nói đệ tử muốn đổi một gian động phủ sung túc linh khí hơn nam tử trung niên nhíu mày nói người tu đạo kỵ nhất là tu vi tăng quá nhanh người tu luyện như thế căn cơ không ổn cuộc đời này chẳng mong có ngày kết đan vương lâm trầm mặc một lúc nói trong lòng đệ tử đã có tính toán mong tiền bối đáp ứng nam tử trung niên nhìn vương lâm một cái nói nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cũng không quản làm gì nhưng muốn nổi động phủ thì phải nộp thêm một khối trung phẩm linh thạch vương lâm lộ ra nụ cười khổ xuất một khối trung phẩm linh thạch giao ra nam tử trung niên tiếp nhận linh thạch nói đưa lệnh bài của ngươi cho ta vương lâm giao lệnh bài ra Trung niên nam tử sau khi thu hồi liền lấy trong túi chữ vật ra một cái lệnh bài khác, nói. Số phòng càng nhỏ thì linh lực càng nhiều. Vừa nói hắn vừa ném lệnh bài cho Vương Lâm. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, Vương Lâm nhìn thấy trên nó có viết số 803. Hắn vội vàng tạ ơn, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi hắn đi rồi, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên, lầm bẩm Cổ quái. Thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng chạy tới một động phủ trong nháy mắt hắn đã tới ngoài động phủ. Hắn liền bước vào trong, cẩn thận quan sát hồi lâu nhưng Thủy Trung vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đang nghi sao? Người này đích thật là sắp đột phá, cho nên mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Nam tử trung niên trầm ngâm một chút rồi ra khỏi động phủ, trong lòng quyết định phải quan sát người có tên thanh mộc này nhiều hơn. Vương Lâm cầm lệnh bài đi tới động phủ số 803 trên ngọn núi. Động phủ này cũng chỉ lớn như động phủ cũ, chẳng qua trên mặt đất có một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp này nhìn qua kết cấu cực kỳ phức tạp, thậm chí còn có cảm giác có nhiều loại trận pháp chồng chéo lên nhau. Vương Lâm sau khi tiến vào động phủ lập tức chú ý tới trận pháp trên. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn lóe lên. Trận pháp này chỉ là một cái tụ linh trận đơn giản. Bên ngoài có nhiều kết cấu như vậy thực ra là để đề phòng người khác học trộm. Tác dụng chủ yếu của tụ linh trận là đem linh lực bốn phía ngưng tụ lại, khiến cho linh lực trong một phạm vi nhất định tăng lên chẳng qua tụ linh trận phải được bố trí trên linh nhãn thì mới phát huy hiệu quả nếu không thì hiệu quả cũng không nhiều linh nhãn đối với linh mạch cũng giống như huyệt đạo trong cơ thể người vậy động một cái là ảnh hưởng tới toàn thân chỗ này hẳn không phải là linh nhãn mà chỉ là một cái ngụy linh nhãn mà thôi vương lâm quan sát một chút đã nhìn ra vấn đề hắn tuy rằng bị ý cảnh và phong ấn gây thương tích tu vi không còn nhưng dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần kỳ với từng trải mấy trăm năm của vương lâm chỉ liếc mắt là hiểu tường tận trận pháp này phải biết rằng cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng rất ít người có thể phát hiện ra điều gì ở đây chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ thì mới có thể nhìn ra chút dấu vết nhưng muốn hiểu rõ thì cũng rất khó khăn nhất là trên trận pháp này là có bố trí không ít thứ dư thừa có tác dụng tung hỏa mù do vậy để hiểu rõ thì lại càng khó khăn hơn nhiều dù sao luyện hồn tông có thể khiến cả ngọn núi này thành động phủ cho đệ tử thì cũng phải âm thầm động tay động không cho người ngoài hiểu được trận pháp chứ chẳng qua dù là thủy tổ của luyện hồn tông cũng không thể ngờ được trong động phủ của ngoại vi đệ tử lại có một tu sĩ hóa thần kỳ tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đảo qua trận pháp một chút, lập tức trong trận nhãn của trận pháp liền có thêm một trận pháp phức tạp hơn. Vậy ra đây là trận trong trận, lại tạo ra tác dụng của ngụy linh nhãn. Vương Lâm nhìn một chút, thầm nghĩ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem trận pháp khôi phục lại nguyên trạng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết đánh cấm chế lên bốn vách tường và cửa động. Sau đó xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch, lại bắt đầu thổ nạp linh lực nơi này nồng đậm hơn mấy lần so với động phủ trước. Dù sao ở đây có tụ linh trận, thông qua ngụy linh nhãn trực tiếp phân một nhán trong linh mạch dưới lòng đất tới đây. Do vậy hiển nhiên linh lực nơi này phải nồng đậm rồi. Lại có thêm ba khối cực phẩm linh thạch phụ trợ. Linh lực nơi này đã tới mức kinh người.